Có nhiều người con để tâm tới cha mẹ. Mình vô một bữa ăn á, mình nhìn vô bữa ăn mình thấy set up thiếu đũa thiếu muỗng thế nào, tự nhiên mình đứng dậy mình làm cái việc đó. Rồi cuộc sống tự nhiên mọi việc nó đi vào trong một cái vui vẻ, cái hạnh phúc mà rất là bình thường. Mình thấy mình đâu làm chuyện gì mà gọi là phi thường đâu, mà cuộc sống nó rất là an lạc. Bước vô bữa ăn, nhiều khi ngồi xuống ăn không thấy đũa, cái thay gì mình nói đũa đâu, vậy mà đứng dậy mình phụ mình lấy đôi đũa, cái tự nhiên nó yên. Có nhiều khi mình dọn xong mâm cơm mình không thấy đũa, không nói vậy đâu nha, dọn cơm mà không có đũa, tức mình có lời trách móc, mà trong khi đó mình quên rằng cái người lo cơm cũng nhiều việc lắm, chứ đâu phải chỉ có một việc để làm. Mà mình chỉ có một việc là ngồi xuống ăn mà thiếu đôi đũa mình còn cằn nhằn nữa, mà mình đứng dậy mình đem đôi đũa đó tới thì cái việc nó yên khác. Rồi một người kia nóng giận, mình ý thức người đó đang giận, đang nóng, và mình là cái người nhẫn nhịn thì tự nhiên nó yên. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chỉ cần chúng ta có sự quan tâm, để tâm. Cho nên ý thức là gì? Hay là nhận thức là gì? Nhận thức nghĩa là chúng ta nhận và hiểu ra được rằng cái việc đó như vậy. Có một lần Pháp Hòa đi vô bệnh viện thăm một bà cụ. Thì bà cụ này trong gia đình có nhiều vấn đề, con cái dành của cải gì đó không biết. Thì bà mới nhờ một người gọi cho Pháp Hòa gấp chạy lên bệnh viện thăm bà. Thì khi Pháp Hòa bước vô cái bà khóc quá chừng đi, cái bà mới lấy cái giấy náp kinh đó, bà chùi mũi. Nhưng mà thiệt sự cái mục đích chùi mũi là để bà tuột hai cái chiếc nhẫn hột xoàn bà đang đeo trong tay á, bà quấn ở trong giấy đó, bà dúi vô tay Pháp Hòa. Ý của bà là muốn Pháp Hòa giữ giùm. Pháp Hòa thì sớm xác thấy nãy bà chùi mũi và bà dúi trong trong cái tay mình thì có lẽ là cái tờ giấy dơ. Sẵn bà vừa duỗi tay cái Pháp Hòa cái thùng rác dục vô cây bóp. Cái lúc đó bà đang nghĩa là bệnh lên bệnh xuống vậy, bà thấy hai cái chiếc hột xoàn nó rớt ở trong cái thùng rác, cái bà tỉnh liền à. Trời ơi trời, hai cái chiếc hột xoàn nằm trong á. Thế là sao? Hai người con chạy đó bóc cái thùng rác ra. Rồi Pháp Hòa cũng đến, bà cũng đến luôn. Một lát mấy người con về mà nói thầy thiệt tình có biết ở đâu. Cho nên quý vị thấy không, nhiều khi mình sơ ý một chút, mình quên để tâm một chút về cái mất hai cái hột xoàn. Trước khi Pháp Hòa đi tu, buổi sáng đó Pháp Hòa mà mở lửa lên để mà nấu thức ăn chuẩn bị đi học, chiên biết chiên trứng chiên gì đó, nhưng mà cũng còn mê hoạt họa, đi ra mở phim hoạt họa đứng coi ngon lành, bắt lửa trên này quên. Cái tới hồi mà nghe cái mùi nó cháy khát khát đó mới nhớ trực là mình, cái chảo mình để dầu rồi mà mình vặn lửa mà mình quên. Vô thấy lửa phừng phừng vậy nè, lúc đó nó quýnh lên rồi thì bắt đầu quên ý thức nha. Cầm cái chảo lên thổi cái phù lửa nó táp vô. Nó táp vô nó cháy tóc về, cái lấy cái tay phủi cái quẹt, trời ơi đen tóc hết trơn luôn. Này chắc cái triệu chứng đi tu. Mà quý vị sẽ để ý rằng trong cuộc sống của mình á, là mình hàng ngày á, mình sẽ bị vấp phải những cái này liên tu bất tận. Nhỏ vậy mà rất là nhiều. Có một bà cụ kia, con cái đi làm hết rồi, bắt cái nồi nấu canh xong rồi đi ra phơi gì đó, cái quên dập cái cửa nó khóa rồi bà không vô được. Mà bà nhớ là ở trong nhà này á, là bây giờ là con đang có cái lò, mà bà không biết làm sao mà gọi phone, cũng không biết làm gì. Thế thì bà qua bà gõ cửa cái người hàng xóm, mà bà đâu có biết nói gì đâu. Thì người hàng xóm vừa mở cửa ra, bà đẩy người hàng xóm qua bên, bà đi thẳng vô cái bếp của người hàng xóm, bà lấy cái lò, cái nồi á, bà đặt lên cái lò đó, rồi bà ra giấu vậy nè.
Thế là cái người hàng xóm đó nhận thức ra rằng á, cái lò cái nhà bà, rồi kêu số phone giùm cho con bà đi về. Ở chùa Pháp Hòa có nhiều bác Phật tử vô trong chùa làm công quả, rồi nhiều lúc Pháp Hòa đi vắng, mấy đệ tử Tây tới tìm. Ảnh bước qua, anh kêu thai thai là thầy á, mấy bà nghe cũng được thai thai. Cái bà nói, bà đưa cái tay vậy nè, nghĩa là thầy đi rồi. Thì cái anh Tây đó, anh nói thầy đi đâu mà đi, xe thầy còn. Thì anh mới chỉ xe. Hai người nói chuyện kiểu đó không á. Thì anh mới chỉ chiếc xe vậy nè, ý là thầy đi đâu xe thầy còn nè. Cái bà không biết nói làm sao, cái cuối cùng bà làm vậy nè, bà chỉ vậy xong cái bà nhắm mắt, bà nằm ngay đơ vậy nè. Anh Tây biết là thầy đi tụng đám ma. Tại bà đâu có biết nói người chết. Bà chỉ vậy cái bà nhắm mắt, bà nằm đơ vậy nè. Thế là anh Tây biết là thầy ông đi tụng đám tang rồi. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, từ xã hội cho tới gia đình, bản thân, những người thân thương của mình xung quanh, chỉ cần chúng ta có cái quan tâm thì chúng ta sẽ làm cho người đó rất là hạnh phúc. Hồi sáng Pháp Hòa qua thăm thì Hòa Thượng mới nói là chiều nay tôi ra. Pháp Hòa nói thôi con thỉnh Hòa Thượng nghỉ ngơi, Hòa Thượng bệnh. Thì Hòa Thượng mới dạy rằng á, tôi hồi xưa học cái gì thì tôi bây giờ tôi làm điều đó. Cái câu ngày xưa tôi học là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Nghĩa là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Cho nên nơi nào có pháp mà tôi đi được thì tôi sẽ đến. Thưa đại chúng, hôm nay Hòa Thượng hiện diện ở đây với chúng ta, Hòa Thượng đang thể hiện một trong bốn chúng thính pháp, đó là đương cơ chúng. Đại chúng để ý, trong Phật pháp có bốn chúng để nghe pháp. Một gọi là khải thỉnh chúng. Chúng khải thỉnh là chúng gì? Ví dụ quý vị không có hiểu một cái điều gì đó thì có thể đứng lên hay viết tờ giấy hỏi câu đó, thì nhờ có một người khơi. Chữ khải là mình khơi cái việc đó lên để cho mọi người khác được nghe. Thì cái thời của Đức Phật á, cái người đóng cái vai khải thỉnh chúng đó là Ngài Văn Thù Sư Lợi, tượng trưng cho trí. Bởi vì người có trí cho nên Ngài quán sát đại chúng đang thắc mắc điều gì, cho nên Ngài đứng dậy Ngài hỏi Phật. Quý vị nhớ, quý vị đọc kinh thỉnh thoảng quý vị đọc những cái đoạn đó này. Lúc bấy giờ trong chúng có một vị Bồ Tát tên là gì đó đứng dậy hỏi Đức Thế Tôn nguyên do gì mà sự việc này sự việc nọ có thực hiện được. Đức Phật liền nói: thiện nam tử, ông khéo hỏi, lành thai lành thai. Ông khéo hỏi, tôi nay sẽ sắp nói, quý vị hãy khéo lắng nghe. Thì vị trả lời: dạ bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin sẵn sàng lắng nghe. Nếu quý vị đọc đoạn kinh thì thỉnh thoảng quý vị thấy câu đó. Thì cái câu hỏi đó đó, mình có thể định riêng, cái câu hỏi này vị Bồ Tát này đang đóng một cái vai gọi là gì? Khải thỉnh chúng. Chúng khải thỉnh. Ngài Văn Thù tượng trưng. Chúng thứ hai. Chúng thứ hai gọi là gì? Chúng tán trợ. Tán trợ là sao? Sau khi bài pháp được nói, có một vị Bồ Tát đứng dậy: thật hy hữu thai thưa Thế Tôn, hôm nay chúng con được nghe những lời Thế Tôn dạy. Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng trong đời sau ai thực hành những pháp này, người đó sẽ được an vui hạnh phúc. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì? Quý vị nhớ những câu đó. Kinh này đặt tên là gì? Và chúng con sẽ lưu bố thế nào? Đức Phật nói: thiện nam tử, kinh này có thể gọi bằng ba tên. Thí dụ vậy. Thì cái người đóng cái vai tán trợ đó là ai? Là Phổ Hiền Bồ Tát.
Cho nên khi mình đọc vô bản kinh á, đọc bản kinh á, mình đọc tới đoạn nào thì mình có thể nhận định đây là chúng tán trợ, đây là chúng khải thịnh. Rồi bây giờ tới cái chúng thứ ba gọi là gì? Chúng đương cơ. Chúng đương cơ là chúng làm sao? Cái chúng này lãnh hội được điều Phật nói. Đương cơ tức là nó tương đồng với cái trình độ hiểu nghe. Cho nên nghe tới đâu thấm tới đó, nghe tới đâu thấm tới đó, thì phần lớn đại chúng nghe hiểu hết, cái gọi là gì? Chúng đương cơ. Nhưng mà có một chúng nữa, ngồi là ngồi nhưng mà không hiểu gì hết, nhưng mà được Đức Phật gọi là gì? Chúng tán trợ. Xin lỗi, gọi là chúng dự duyên. Dự duyên là gì? Người này chưa đủ duyên hiểu nhưng mà vẫn đóng một vai trò là ngồi có tham dự. Thì hòa thượng ngồi đây là tán trợ. Hòa thượng đâu cần nghe mình nói nữa, ngài là bậc thầy của mình mà. Nhưng mà ngài ngồi đó để làm chi? Để mình ý thức có người lớn, không có lộn xộn. Thường thường là mình, ai mà có mặt với mình mà người đó lớn hơn mình thì mình sao? Khép nép một chút. Bạn trai mới tới nhà bạn gái chơi mà có ba mẹ bạn gái nhà, tự nhiên bạn trai đó hiền hẳn ra. Bạn gái đó mà lần đầu tiên tới nhà bạn trai chơi mà có cha mẹ bạn trai ở nhà là cô đó cô thùy mị ra: dạ con chào bác ạ, à. bác thời cơm chưa ạ, à? Cái gì cũng ạ hết á. Thì cái chúng mà ngồi nghe nhưng mà chưa đủ hiểu. Thôi và ví dụ như là có những em nhỏ đang ngồi đây nè, vì các em đi theo ba mẹ, nãy giờ nó thấy mình cũng cười cũng nói mà đâu hiểu mình nói gì đâu, nhưng mà nó cũng rất dễ thương là nó ngồi yên để cho mình nói. Thì những em nhỏ đó là gì? Thuộc trong bốn chúng này: dự duyên. Vậy thì đại chúng thấy được bốn chúng nghe pháp không? Chúng khải thỉnh, chúng gì? Tán trợ, chúng đương cơ và chúng dự duyên. Thì trong một cái pháp hội, quý vị nghe Phật nói kinh xong, chư thiên rải hoa cúng dường tán thán bài pháp, đó là tán trợ đó, cái hình ảnh đó. Rồi có nhiều khi mình tụng kinh xong đọc cái đoạn là chư thiên trỗi nhạc cúng dường, nó còn có cái ý nghĩa là khi mình nghe được một cái câu pháp nào mà mình hiểu được rồi, trong lòng mình nó vui, thật là vui. Thì cũng giống như là những nốt nhạc đang ở trong lòng mình, và vui như một người chư thiên ở cõi trời mà đang trỗi nhạc. Trời ơi, pháp màu nhiệm vô cùng, cho nên nghe xong hạnh phúc, trong lòng rất niềm vui. Có nhiều khi á, mình vướng mắc một cái vấn đề gì đó mà lâu nay chưa thông, nhờ có một người khải thỉnh cái câu hỏi đó. Hồi nãy mình là ngồi đó mình dự duyên, mình đang là chúng dự duyên, nhưng mà nhờ một chúng khải thỉnh, lập tức mình trở thành chúng đương cơ, hiểu được liền. Sau đó mình tán thán, thành thử ra mình cũng có thể nhảy lớp ở trong khi mình đang đó. Hồi nãy mình chỉ là dự duyên thôi, nhưng mà nhờ có người khải thỉnh rồi nói nó đúng cái trình độ, cái căn cơ, cái thắc mắc của mình, cái tự nhiên mình trở thành một chúng tán trợ tức khắc. Thôi từ nay con nguyện, chúng tán trợ là tán thán xong rồi phát nguyện nha: bạch Đức Thế Tôn, chúng con nguyện lãnh hội giáo pháp này và để thực hiện và truyền bá trong tương lai. Quý vị đọc những đoạn kinh, quý vị sẽ thấy những đoạn đó. Cho hôm nay Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng, nhà Phật thì dùng cái chữ chánh niệm. Chánh niệm tức là chúng ta nhận thức rõ ràng mọi sự mọi việc. Trong cái từ chúng ta thường nói trong cuộc sống hàng ngày đó là ý thức. Tại vì ai có ý thức thì sẽ thấy được trách nhiệm của mình. Ai có ý thức thì sẽ thấy bổn phận của mình và việc làm của mình. Và từ đó mình giảm đi cái làm khổ cho nhau. Cho nên cứu khổ là gì? Không phải đợi người đó khổ rồi cứu. Cứu khổ mà không phải đợi người đó la làng lên rồi mới làm. Mà đa phần á,
Thường thường con của mình nó hay đợi mình nổi quạo, mình la bắt đầu nó mới làm không à. Phải chi nó làm trước đó mình đâu có chuyện, phải không? Mà đôi khi mình cũng nói với nó, nhiều khi mình la hoài có nói mẹ sao mẹ dữ quá, cái nói tại ai đó. Thử ra bây giờ các con mà thương ba thương mẹ mà biết mẹ hay nổi sân như vậy đó, các con làm trước đi. Đi học về gác đôi giày lên, máng cái áo lạnh lên, học bài xong rồi dọn bài, chơi đồ chơi xong rồi dọn cất, thì mẹ đâu có cơ hội mẹ nổi giận. Thầy định nói là nổi bồ đề gai, mà nếu mà thầy biết thầy nói bồ đề gai con sẽ hỏi tiếp gai là gì mà nổi. Không, thầy nói là mẹ trước khi mẹ nổi giận mà con biết rằng mẹ không thích cái điều đó thì mình đừng làm, vì mình có cái aware. À, chút xíu thầy sẽ summarize cái bài này bài tiếng Anh ha. À, mình có cái ý thức mà tiếng Mỹ gọi là cái aware hay là cái conscious. Bây giờ đại chúng tập ngồi thiền, đại chúng cũng phải ngồi với cái hơi thở của mình. Ngồi đây tôi biết tôi đang thở vào nè. Thường thường mình không bao giờ ngưng thở, nhưng mà mình có biết mình thở không? Không biết. Vậy thì trong lúc ngồi thiền mình làm gì? Đừng làm gì nữa hết, chỉ làm một việc thôi, đó là nhận thức từng hơi thở của mình. Tại vì nếu mà mình không còn thở thì tất cả mọi sự việc nó sẽ xong. Cho nên trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Xa nữa ở tận nước Nga, người ta cũng phải thở ra hít vào. Thậm chí qua tới nước Tàu, người ta cũng phải hít vào thở ra. Trăm năm trong cõi người ta, người nào cũng phải thở ra hít vào. Khi đi khi đứng lúc nào người ta cũng phải hít vào thở ra. Thành thử quý vị có thể làm một bài thơ lục bát có thể dày và nhiều như cuốn truyện Kiều, và cũng chỉ hai chữ hít vào thở ra và thở ra hít vào. Mà thật sự là như vậy. Cho nên mỗi ngày mình phải có ý thức về hơi thở. Ý thức hơi thở để làm gì? Để mình thấy trân quý cuộc sống và đừng làm khổ nhau, giảm thiểu cái cơ hội làm khổ nhau. Mình giận người đó, lỡ người đó chết, mình tới mình thắp cây nhang, anh thông cảm cho tôi nghe, hôm qua tôi chọc anh, không chừng anh giận tôi, anh tức anh đó. Quý vị thấy không? Rồi nhiều khi mình quên ý thức tuổi tác. Trời ơi, giờ 80 rồi, 80 tuổi rồi mà cứ đòi khiêng gạo 30 kg, thì mình không ý thức được sức khỏe thì mình sẽ làm phiền con cái của mình. Khi mình bệnh đừng có ngại, có nhiều khi mình nói thôi không muốn làm phiền con cái, nhưng mà mình không làm phiền mà mình muốn tự tay mình làm, nhiều khi mình té ra mình làm phiền còn hơn. Có nhiều khi mình ngại cái này mà mình không ý thức được mình thì mình lại tạo nhiều cái khó khăn khác nữa. Thật sự ra cái này á, đạo Phật gọi là chánh niệm, nhưng ở đây hôm nay mình dùng cái từ là ý thức. Mà người mà sống từ ý thức tuổi tác, ý thức mọi việc thôi, tự nhiên sức khỏe mình nó cũng khác. Ví dụ bây giờ mình thấy á, đến khi mình ở cái tuổi 40 trở lên rồi thì sự tiêu hóa trong cơ thể mình nó khó khăn hơn ngày xưa rất nhiều, thì mình phải ý thức điều đó và ăn uống cẩn thận trở lại. Mình ý thức là một năm nay sức khỏe mình giảm nhiều, cho nên mình đi đứng phải thật cẩn thận. Nhiều khi mình không muốn làm phiền người khác mà mình tích cái gì của mình tự tay mình làm, nhưng mà mình quên ý thức mình có sức khỏe bao nhiêu để làm. Rồi mình làm không đúng thì nó ấy hơn. Thậm chí mình làm từ thiện mà không ý thức ở đâu lúc nào cũng có thể gây trở ngại cho người khác. Chẳng hạn như qua Ấn Độ, quý vị biết có những cái vùng Ấn Độ người nghèo, người ăn xin đó,
xung quanh hàng ngàn người á, nhưng mà nó không bao giờ xuất hiện 1.000 người đâu. Tại vì nó biết, họ biết rằng á, xuất hiện 1.000 người mình không dám cho, cho nên họ cử một người đại diện. Người đại diện đứng xin xin về, mà họ đâu biết nói, họ gặp cái Việt Nam, Việt Nam. Tại vì họ biết người Việt Nam mình là hay cho, cho nên họ gặp mình một cái ha, họ thấy mình mặc cáo tràng màu lam vậy là họ biết Việt Nam rồi, là bắt đầu họ niệm Phật bằng tiếng Việt. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Việt Nam number one, Việt Nam number one. Trời ơi, mình nghe number one cái mình quên hết trơn. Rồi là bắt đầu móc nguyên cọc tiền ra. Vừa cọc tiền vừa ra thôi, 1.000 đứa nó ao ra, nó chụp, nó giật. Trời ơi, mình sợ té lửa luôn, chạy té khói, rút cuộc rớt tiền. Cuối cùng quý vị biết nói là sao? Thôi thôi thôi, chạy bỏ mà, bỏ gì? Bỏ của lấy người. Thật sự người đầu tiên người Ấn Độ họ không có không vậy. Họ rất là bình an, họ sống đơn giản với cuộc sống của họ. Nhưng mà nhiều khi mình thương quá chừng gặp mình cứ cho, rồi mình cũng tập, mình cũng có một phần đóng góp làm cho họ bị gì? Bị trở thành như vậy. Họ không có biết dành nhau ngổ bánh mì đâu. Nhưng mà rồi mình qua mình thương họ, nhưng mà mình quên cho lúc nào và cho ở đâu, bằng cách nào. Ví dụ muốn cho, ta phải tập hợp, ta tổ chức ở một nơi nào đó, rồi mình mua gạo, mình cho đàng hoàng. Mà cho như vậy mà chưa chắc họ đã ổn nữa đó. Chứ đừng nói là mình giữa đường, giữa xá mà mình bóc mình cho. Mà quý vị biết, khi mình cho như vậy là mình bị dí, thì cả đoàn phải chờ mình đi qua cái địa điểm khác. Mình là cái người delay rất nhiều cho cái chuyến đi của mình. Đó. Rồi bây giờ mình đi xin, mình đi hành hương chung, mình đi sinh hoạt chung mà quên ý thức giờ giấc, lúc nào cũng đi trễ. Mà mình quên rằng mình là người chậm thì mình phải lo trước. Mình cứ để người ta chờ. Người ta chờ một lần người ta có thể du di, nhưng mà qua ba lần thì người ta phiền mình. Và phiền mình cái bắt đầu mình nổi phiền não thế này thế nọ. Thì quý vị thấy rõ ràng trong cuộc sống mình chỉ cần mình quên chút, quên ý thức một chút, giờ giấc thôi. Một mình sao cũng được, mà đi với tập thể là phải có khác. Thậm chí lên ngồi thiền, mình phải ý thức, mình bước vào chánh điện là mọi người đã ngồi thiền rồi, thì mình phải đi thật là chậm. Đi chậm để đừng làm phiền người ta. Còn đằng này đi trễ mà còn không muốn ai biết, cho nên chạy cái rầm. Chạy cái rầm, cái ngồi xuống cái rầm. Thì hai ba người ta ngồi xung quanh, ta ngó coi bà nào, ông nào vậy. Không muốn người ta biết, nhưng mà cái hành động gấp gáp của mình sẽ làm cho người ta biết mình là ai nữa. Cho nên càng sống trong đời, càng để tâm tới mọi việc, thì chúng ta sẽ thấy rằng ồ, thì ra cuộc sống nó đơn giản thôi. Chỉ cần sống có ý thức. Sống có ý thức. Thí dụ như á, cái xe của mình nó có 7 chỗ à, mà bây giờ tổng cộng tới 8 chỗ, hay là 10 người đi, 7 người đi, hay là 9 người đi, thì mình đừng có nói cái gì mà để làm cho người ta khó chịu khi ta bước lên xe mình. Ồ, không sao đâu, mỗi người mình nhích một chút xíu là ngồi được, mà đây qua đó một chút thôi. Mình biết cái người thứ 9 họ đi ké mình đó, họ ngại dữ lắm. Cho nên cái lời nói mình đã phải cẩn thận, để người ta đừng có ngại. Người ta là cái người bước vào chiếc xe này mà người ta làm phiền mình. Thường thường á, Pháp Hòa đi đâu làm gì á, cố gắng tập cái đó nhiều lắm, để mình làm cho mọi người thoải mái. Nhiều khi mình quên, trời trời, xe có 7 chỗ rồi, 9 chỗ, 9 người ngồi đâu, biết vậy tôi ở nhà. Thế là mình thật sự là bây giờ cái việc nó đã rồi, mà cái quan trọng là mình làm sao để mọi người ngồi chung một chiếc xe này vui vẻ với nhau nè. Có nhiều khi mình nói câu đó, cái thì cái người mà người ta áp thêm người thứ 9 đó, ta ngại vô cùng. Rồi cái này là thôi không sao đâu, ngồi đi, tôi nhường cho nó thế này thế nọ, thì nó lại càng có chuyện nữa. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống Pháp Hòa thấy Phật dạy hay lắm. Phật dạy rất là hay, là Phật dạy chánh niệm. Phật dạy chánh niệm, mà cái chánh niệm mà có rồi đó,
thì mọi sự mọi việc nó sẽ đi vào cái con đường nhẹ nhàng vô cùng. Có nhiều khi Phật tử lên lễ Phật, người ta mới tới chùa mà người ta đâu có áo tràng gì đâu, ta đứng vô cái pháp hòa nói con không có áo tràng. Dạ không sao đâu, đứng đại Phật trang nghiêm được rồi. Mới vừa dứt cái con cô đâu, đi ra đây leo tràng mặc vô, ai mặc kia cũng vậy. Trời ơi, làm mình cũng quê nữa. Mình mới nói không sao, nguyên cái trăng nó tới rồi. Quý vị biết không, nhiều khi mình ở chùa mình hay sắm chén riêng, dĩa riêng cho thầy. Đó rồi thì Phật tử người ta quên, người ta đâu có biết đâu, người ta lấy lộn cái chén người ta ăn thôi. Vậy mà lại bưng cái chén, đuối chén lại tui chén được của thầy. Trời ơi, nó kỳ lắm. Không có nên vậy. Xin lỗi, thầy đâu phải ăn chén đó thầy mới ăn ngon. Không, mà cái lỡ rồi thì thôi, chứ mình nói chi mấy chuyện đó mà người ta đã ăn, nó lỡ lấy chén lại. Thậm chí người ta lỡ gấp món đó, cái này, ê cái này không hay, giật lại. Kỳ lắm. Pháp Hòa là kỳ cái đó vô cùng. Xin lỗi, bây giờ lỡ ăn không? Hồi nãy đây nè, hồi nãy Pháp Hòa ngồi trong đó, Pháp Hòa nói chú ở ngoài đó có đông không? Mấy vị nói dạ đông. Nếu mà ngồi hết là thiếu, còn thiếu ghế, và nói trong này còn bao nhiêu ghế mang ra hết, mình đứng cũng không sao đâu. Cho nên ở chùa mà thức ăn vậy, Phúc Hòa lúc nào cũng nhắc đừng quan tâm quý thầy. Những gì quý vị để dành mà nếu lỡ thiếu đem hết ra cho quý vị dùng. Một lát không còn gì mình nhịn cũng được, mình ăn mì gói cũng được, mình ăn bất cứ cái, trời ơi đâu phải bữa nay mình mới ăn cái này đâu. Và người ta cũng chẳng phải đến đây vì cái này, nhưng mà đã đãi thì phải làm cho nó đủ. Cho nên trong cuộc sống đôi khi mình là Phật tử, mình muốn hộ pháp, nhưng mà mình không có đủ pháp ở trong người mình. Mình hộ pháp hồi nó trật. Cho nên quý vị nhớ dùng Pháp Hòa bốn chữ ha: dĩ pháp hộ pháp. Dĩ pháp hộ pháp là lấy Phật pháp để hộ trì Phật pháp. Dĩ là lấy, mình phải lấy pháp, mà trong người mình phải có pháp rồi thì mình mới có thể mình hộ pháp được. Không thôi á, mình hộ pháp một chập rồi á, người ta hộ niệm mình hết à. Nghe tới tên mình nó mô Phật thôi để tôi đi. Mà một hộ pháp ở đâu không thấy, mà mình cái cách của mình hộ pháp không có đúng. Cho nên mình muốn chùa hưng thịnh, thầy trụ trì chỉ là một phần nhỏ thôi. Tại vì người ta vô người ta gặp thầy trụ trì ít lắm. Thường thường người ta gặp già lam thánh chúng, tức là mấy Phật tử mình á. Thì mỗi người mình có ý thức mình đang ở đâu, mình trả lời cái gì. Người ta gọi vô chùa mà người ta hỏi một cái phone, mà mình trả lời cái phone mà nghe nó không thông không xuông gì hết là người ta buông. Thành thử ra Phật dạy mình hành động, lời nói, nhận thức tất cả đều rất là nhẹ nhàng. Nhưng sao chúng ta thiếu cái nhẹ nhàng đó thì tự nhiên mình làm cho người khác nói ủa sao tu kỳ vậy. Rồi từ đó nhiều khi người ta có cái thành kiến, người ta có cái ác cảm với người tu nữa. Đó là bởi vì có những khi chúng ta thiếu cái bổn phận. Pháp Hòa nói với mấy chú tiểu ở chùa đó, tụi con đi học á, lúc nào cũng phải nhớ cái áo trên người mình mặc là cái áo của một người tu. Họ không phải họ cười một cá nhân của con, mà cả một cái tập thể đạo Phật. Nhiều khi mình làm không đúng, à đạo Phật vậy đó hả, đạo Phật vậy đó hả. Bây giờ đừng nói ai, mấy người ngoại đạo, ngoại quốc họ không hiểu. Nội người thân của mình thôi, mình đi chùa về mà mình khác hơn người đi chùa cái đấy. Đi chùa học vậy đó hả, đi chùa thầy dạy mà. Vậy thế này thế kia, tội nghiệp. Cho nên á, ý thức bản thân là mình ý thức tuổi tác, ý thức sức khỏe, ý thức những cái công việc gì chúng ta đang làm ở trong chùa, trong đạo tràng. Ý thức gia đình là mình là một bổn phận của cha, của mẹ, của chồng, của vợ. Cho nên tại sao phải có cái lễ cưới? Cái lễ cưới là để xác định anh ý thức rằng hôm nay anh đã chính thức làm chồng, anh đã thính thức làm vợ. Người Phật tử tại sao phải quy y? Để chúng ta ý thức rằng
chúng ta đã là Phật tử do tự tâm mình phát nguyện. Mà do mình phát nguyện làm Phật tử thì mình cố gắng sống trong cái khuôn, cái đạo của một người Phật tử. Người Phật tử không thể giống như một người tục tử. Tục tử là người bình thường trong cuộc sống, cõi tục. Phật tử thì có khác. Cho nên mình ý thức vậy thôi. Thậm chí là mặc cái bộ đồ vật hò mà ra chợ là ý thức mình đang mặc bộ đồ vật hò và đang đi chợ. Người ta bán cái giá đó, mua được thì mua, không được chèn ép. Thậm chí mua cho chùa nè, bán rẻ đi có phước. Mình nói vậy làm chi? Rồi cứ mình cứ lấy chùa với phước ra mình áp đảo rồi bán. Thì bây giờ đối đế quá người ta cũng phải bán, nhưng mà sau khi mà tiễn vong rồi người ta nói lần sau bà đó tới thấy bà đem cất đồ hết nghe không. Thật thử ra những cái đó là những gì mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, và chúng ta phải tự nhận thức. Cho nên nó nhiều khi á, mình nghe người kia nói người nọ, mình cũng phải tự nhận thức mình. Mình tự nhận thức rằng người này có cái tâm như thế nọ thế kia rồi thôi, mình cũng phải cẩn thận. Người này bị như thế này thì mai chiều mốt nọ cũng tới phiên mình. Thành thử ra mình cũng phải nhận thức điều đó. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng một đôi điều trong cuộc sống đơn giản thôi. Đó là chúng ta có cái nhận thức. Hồi đó có một ông cụ Pháp Hòa biết á, ông ít đi chùa lắm, nhưng mà ông biết á, bà vợ của ông hay nóng tính. Chỉ cần bà lên thắp nhang tụng kinh mà bật cái bật lửa lên mà hết ga là bà giục cái bóp á. Cho nên là bà cụ, ông cụ này ít đi chùa lắm, nhưng mà ông để ý cái hột quẹt. Hễ mà cái hột quẹt sắp hết á, là ông đổi cái khác. Đổi khác để chi? Để bà vợ không phải mỗi lần thắp nhang hết ga trong cái hột quẹt thì bà vợ lại nổi bực bội. Thành thử rất nhiều khi á, trong cuộc sống là mình tu đâu cũng cần biết, nhưng chỉ cần mình quan tâm, mình sẽ làm, mình sẽ thấy người kia vui hẳn ra. Người chồng mà quan tâm người vợ một chút, thấy người vợ bệnh thì hỏi thăm sức khỏe, ăn uống thế này thế kia, và thậm chí lấy nước rồi cho uống rồi vậy, nhiêu đó thôi, hạnh phúc tràn trề. Còn không phải làm gì bệnh hoài. Bộ tôi muốn bệnh lắm hả? Cho là có chuyện liền thôi. Cho nên nhiều khi một câu nói mà mình quên mình đang nói cái gì thì cũng có chuyện. Mà thì cái người kia giống như lửa sẵn rồi, chỉ cần mình nẹt cái gì ra là người kia nhận thức một cách khác liền. Cho nên đối với một cái người mà người ta hay dễ giận, dễ hờn ở những câu nói đó, đôi khi mình cũng phải rớt ý thức mình sắp sửa nói cái gì với người đó. Chọn câu, chọn chữ nói cho cẩn thận thôi, kẻo hiểu lầm chứ. Thậm chí mình đứng trong một cái buổi nói chuyện, mình phải biết trong thính chúng đó là có bao nhiêu người và họ gồm những ai để mình dùng từ ngữ cho nó chính xác. Và như vậy thì nếu mà trong cuộc sống của chúng ta cái sự tu hành của mình đó, nó không phải là ở cái vấn đề học pháp đủ, mà bên cạnh cái học pháp chúng ta phải có hành pháp. Thưa đại chúng nhớ là Phật tử mình phải có hai điều mình cần làm. Một là mình phải có học pháp, hai là mình phải hành pháp. Học pháp để nó bồi dưỡng cho cái hiểu biết về Phật học của mình, cho nên chúng ta gọi là Phật học. Còn cái hành pháp là chúng ta hành những gì chúng ta học để chúng ta trở nên những cái bậc đặc biệt. Là để dù chưa đó là Phật gì đi nữa thì ít nhất cũng là một người Phật tử. Cho nên đó, Phật học là mình học giáo lý. Còn học Phật là mình bắt đầu ứng dụng giáo lý để trở thành một đức Phật. Cho nên ta kêu là trường Phật học. Ví dụ như trường Phật học cơ bản, trường Phật học trung cấp vậy đó. Cả mọi người muốn biết giáo lý thì phải đi vào trường Phật học, rồi sau đó ứng dụng những điều mình học để gọi là học Phật. Thì mình cũng có hai phần, một là học pháp,
hai là hành pháp. Mà người có hành pháp thì mình thấy có khác hơn là người chỉ học pháp mà không hành. Vì sao? Vì người đó bắt đầu có cái nhận biết, có cái ý thức, có cái chánh niệm trong hành động, trong lời nói, trong mọi cái cử chỉ. Và đặc biệt nhất là chúng ta, những người thân thương của mình. Nhiều khi mình sống với người già đó, mình phải rất là cẩn thận. Cẩn thận đây không phải là mình sợ sệt gì, nhưng mà mình biết, mình hiểu rõ người già thường hay tuổi thân. Mặc dù tuổi mẹo, tuổi thìn, tuổi gì không biết, nhưng mà tới già rồi là tuổi thân hết. Rồi người bệnh cũng tuổi thân luôn. Chăm sóc người bệnh cũng phải cẩn thận. Nhiều khi mình lỡ lời thì cái người bệnh đó họ không được vui. Nói như vậy cũng nghĩa là trời, sống mệt mỏi quá, lúc nào cũng phải căng thẳng như vậy. Nhưng mà trong cuộc sống á, cái cuộc sống này á, chúng ta thường dùng cái từ là ăn nói, tai làm hàm nhai. Không người nào sống mà không làm và không nói. Mà nếu mà mình nín thì cuộc sống này nó không có hiểu gì hết, không hiểu nhau. Vậy thì cần nói thì chúng ta ý thức nói cái gì. Chúng ta cần phải đối xử, nhưng mà đối xử như thế nào. Chỉ cần thêm chút thôi. Bây giờ đại chúng cứ nghĩ mình nấu ăn nè, ngày nào cũng nấu bất cứ món gì mà cũng chỉ ba vị thôi: đường, muối, bột ngọt. Nấu bất cứ món gì nhưng mà ba cái gia vị chính là đường, muối, bột ngọt. Người Phật tử chúng ta hành xử bất cứ điều gì chỉ cần ba điều thôi: niệm, định, tuệ. Niệm là chánh niệm, định là định tĩnh, tuệ là hiểu biết. Bất cứ việc gì chúng ta làm mà có cái sự định lại, dừng lại, để chúng ta ý thức việc làm này như thế nào và chúng ta phải làm như thế nào, thì tự nhiên việc đó nó chuyên chở được cái ý nghĩa, cái đạo lý trong đó vô cùng. Niệm, định, tuệ, nó là một không thể thiếu trong cái hành trang của người Phật tử. Hay nói chung là tất cả con người muốn sống có hạnh phúc, an vui cho mình, cho người thân, thì không thể thiếu ba điều: niệm, định, tuệ. Giống như mình ở xứ này, con cái của mình bây giờ không phải như hồi đó mình ba mẹ nói gì mình nghe đâu. Mình nói không đúng là nó phản ứng lại liền. Và thậm chí nó còn định một lòng là từ nay về sau nó không chia sẻ cái gì với mình nữa hết. Tại vì cái cách của mình biểu lộ là mình hiểu như vậy, mình nhận biết như vậy. Ví dụ như, xin lỗi đại chúng, là mấy người khủng bố đó, mình đừng có nói cho mấy đứa nó biết là mình không thích mấy người đó nha. Đừng bao giờ mình nói với nó điều đó đó. Ví dụ như nó nói bữa hôm nay á, cái ông đó khủng bố rồi bị người ta bắn chết, nó ông nó chết là phải rồi. Nó không thích câu đó đâu. Mấy đứa này nó nói vậy, và sau này nó sẽ không bao giờ nó nói điều gì với mình nữa. Mới đây có một em nè, đi mua một, nó mới có 13 tuổi thôi, đi mua một cái quần về mặt, mà mẹ thấy cái quần nó kỳ quá. Mẹ chỉ nói trời ơi con mặc cái quần gì kỳ vậy con. Nói vậy thôi. Nó đóng cửa cái rầm, nó bước ra, nó nói từ nay về sau con không cho mẹ thấy bất cứ đồ gì con mặc nữa. Thành ra mình thấy rằng có nhiều lúc mình muốn nói, nhưng mình phải suy nghĩ coi cái đứa con này nó ở cái dạng vậy đó, mình sẽ nói như thế nào để nó hiểu cái ý của mình. Cho nên trong cuộc sống này có nhiều khi mình thấy sao mà mệt mỏi quá. Đó. Nhưng mà mình cứ nhớ vậy nè, mệt quá đôi chân này tìm chiếc ghế để nghỉ ngơi. Đôi khi mình chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh lặng, rồi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của mình. Vì trong cuộc sống này mỗi ngày chúng ta đều phải giao tiếp bằng cái tư tưởng, bằng lời nói, bằng hành động, giao tiếp nhau bằng ba thứ. Qua, có nhiều khi đâu cần nói gì đâu, chỉ cần nhìn mà người kia hiểu ý, tâm linh nó tương thông. Mà nhiều khi á, chỉ cần người đó, mình nhìn người đó, mình hiểu người đó muốn cái gì, mình làm coi, mình thấy cái hạnh phúc, niềm vui của họ tỏ lộ ra liền. Ví dụ như mẹ mà nói mẹ sắp đi hành hương,
mà con mà nghe mẹ đi hành hương vậy mà con chỉ cần mỗi người con để cái lì xì đỏ đỏ, không cần mẹ ngại lên tiếng ba ngại lên tiếng lắm, con tự ý thức con cúng dường. Mẹ đó thì bây giờ tu pháp môn cao rồi, người đời đó, người ta sống bằng hai chữ đòi hỏi, vừa đòi mà vừa hỏi. Bây giờ ba mẹ tuổi già rồi, không đòi gì nữa đâu con. Mà hãy con hỏi cái mẹ yes hết à. Thôi thì Pháp Hòa xin có vài lời với đại chúng trong cái thực tập của chúng ta trong đời sống hàng ngày, đó là chúng ta luôn luôn quan tâm, nên mình xài cái chữ quan tâm ha, quan tâm để chúng ta nhận biết rằng người đó đang cần gì, đang ở một cái mức độ nào để chúng ta có thể giúp đỡ trợ duyên cho người đó. Ví dụ như cái người đó họ rất là cứng rắn, nhưng mà hiện nay họ đang hụt hẫng vô cùng vì họ đang biết rằng họ đang mang một cái chứng bệnh nan y. Người cứng rắn cỡ nào nhưng khi họ nghe một cái điều gì đó đến họ hay người thân họ, họ cũng rất là khó vững chãi. Cho nên chúng ta cũng cần hiểu điều đó và quan tâm và trợ duyên cho người đó. Và trong cuộc sống này không ai không cần quan tâm hết. Có nhiều khi ta nói tôi không cần ai quan tâm tôi, ta nói vậy thôi, nhưng mà mình quan tâm thì người ta vẫn hạnh phúc hơn nhiều. Tôi có thể tự làm, nhưng mình tới mình giúp người ta một tay, người ta cũng vui lắm. Đặc biệt là chúng ta là vợ chồng với nhau, cha mẹ anh em nói chung là có cái duyên gặp nhau trong đời này, thì chúng ta chỉ cần để một ánh mắt, để một cái nhìn, để một bàn tay, một cử chỉ chút chút mỗi ngày, thì tự nhiên mình làm cho người đó có nhiều cái hạnh phúc lắm. Và họ có hạnh phúc thì họ đỡ đau khổ, mà họ đỡ đau khổ thì mình cũng sẽ giảm khổ đau theo họ. Xin chúc đại chúng luôn có nhiều an vui và sống bằng chánh niệm của mình. Trong này có khoảng 3 câu hỏi thôi, thì Pháp Hòa xin đại chúng cho chắc khoảng vài phút thôi ha, rồi mình sẽ kết thúc. Câu hỏi thứ nhất: thưa thầy, thầy bao giờ cũng hỏi chúng con có khỏe không? Hồi hôm qua con thấy thầy xìu xìu, vậy hôm nay con xin hỏi thầy có khỏe không? Quá dễ thương. Thì quý vị thấy là lúc nào Pháp Hòa cũng khỏe, mà khỏe theo cái xìu xìu. Nếu là Phật tử muốn xuất gia thì thật sự chúng con muốn biết là phải bắt đầu từ đâu, và mình phải tự chọn một chùa nào, tự xin vào xuất gia, hay là phải có điều kiện nào, hoặc là tất cả các chùa nào khi có người Phật tử muốn xuất gia thì cũng đều nhận. Xin cảm tạ thầy. Thật ra thì không phải chùa nào cũng nhận. Lý do không phải người ta không muốn nhận, mà bởi vì cái điều kiện chùa đó có thể chưa đủ để nhận mình. Ví dụ như nhận mình vào không có chỗ ở, hay là vị thầy đó chưa có đủ thời gian để trực tiếp hướng dẫn cho mình. Nếu mình đặc biệt là một người mới bắt đầu phát tâm sơ cơ vào đạo, bởi vì người mới bắt đầu tu như một đứa con mới sanh, lúc nào cũng phải có người cha người mẹ kế bên để dìu dắt nâng đỡ. Nếu không thì người con đó sẽ không thể nào khôn lớn và trưởng thành đúng nghĩa. Đặc biệt là một người tu, nếu một người mới phát tâm xuất gia mà thiếu được sự hướng dẫn của thầy, thì người xuất gia đó sẽ không hiểu được những cái phép tắc căn bản trên đường hành trì tu tập, thì cũng tội nghiệp. Cho nên thí dụ người vị thầy đó thành thật cho mình biết là không thể nhận, cũng đừng buồn, thà người ta báo cho mình biết trước còn hơn mình vào rồi thì mình trách thầy là không lo. Nhưng mà xuất gia ở đâu, bây giờ đặt thí dụ trường hợp chùa đó nhận mình đi nữa, chùa thì sẵn rồi, chỗ ở có, thầy hướng dẫn cho mình có. Bây giờ cái không phải là điều kiện gì nữa đối với chùa, mà điều kiện ở nơi mình. Mình có thật sự phát cái tâm xuất gia chưa? Hay là mình chỉ muốn làm cái người là thân xuất gia mà tâm không xuất gia? Hay là mình làm cái người và
tâm thì không, thân tâm đều không xuất gia. Bởi vì xuất gia là có bốn dạng. Cái thân thì có xuất gia mà tâm không có xuất gia. Hay là thứ hai là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Chẳng hạn có một vài Phật tử tâm đời sống hiện tại đã có thể làm người xuất gia, hoặc là hoàn cảnh không thể làm người xuất gia, nhưng mà tâm hồn vị đó hướng Phật, tu Phật, chuyển hóa tốt, thì người này gọi là thân không xuất gia mà tâm xuất gia. Nhưng mà có những người thân không xuất gia mà tâm cũng không xuất gia, và có những người thân tâm đều xuất gia. Thế thì mình, cái vấn đề là hỏi mình đã ready chưa? Đừng có, thí dụ như á, đừng có thấy con mình giờ nó 15 tuổi rồi, đủ lớn rồi, thôi mình đi chùa mình tu. Mình nói vậy thôi, nhưng mà cái tình mẫu tử không thể được, là tại vì thủy chung nó chưa hoàn toàn lớn hẳn. Rồi vô trong chùa nấu cơm cho bá tánh ăn, nấu cơm cho con thiên hạ ăn, cái nhớ trực buồn quá, tuổi quá. Trời ơi, con tôi ở nhà cũng tỡ này nè, mà giờ nó đói meo nó móc, tôi nấu cho con mấy bà này ăn. Rồi cái phone về, ăn gì chưa con? Tại vì Pháp Hòa đã gặp rồi. Có những vị vào tu nhưng mà chưa có giải quyết được vấn đề gia đình rồi thì nó cũng uổng đi. Cho nên á, xuất gia chỉ là cái tướng, nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao nếu mình đã đi thì tướng tâm nó đều trọn vẹn. Còn không thì thà giữ cái tướng người tu tại gia, nhưng mà tâm mình thì hướng thượng, cái đó nó vẫn quý như thường. Chùa không bao giờ đặt điều kiện đi tu là phải có tiền, có của đem vô chùa cúng, hay là muốn ở đây mỗi tháng phải đóng vô bao nhiêu. Thật sự ra quý vị không đóng quý vị tu mới tới, còn có đóng rồi tu không tới đâu. Tại sao? Ý cái tiền đó, tôi có đóng tiền nè, tôi đâu có ăn của mấy ông mấy bà đâu, cho nên giờ tôi ngủ à. Cho nên mình đó, tại sao người tu phải là người luôn luôn mình nghĩ mình có người là có nợ, vì có nợ với Phật tử. Quý vị đọc trong một cái bài kinh Phật dạy hay lắm, một vị xuất gia thọ ơn tín thí rồi thì phải làm một việc là luôn luôn quan tâm đến đàn na tín thí khi họ hữu sự cần mình. Vì mình là người mà thật sự Pháp Hòa, nhiều khi Pháp Hòa nghĩ cả cuộc đời này của Pháp Hòa thọ ơn không biết bao nhiêu người. Đôi vớ cũng không phải của mình, đôi giày cũng không phải của mình, toàn là Phật tử cho mình. Thế thì cuộc đời mình là nợ Phật tử. Nói nợ là để cho mình thấy cái đó, để mình ráng mình làm những gì mình đáp ứng cho đàn na tín thí Phật tử. Chứ còn khi mà quý vị cúng dường quý thầy, quý vị đâu có nghĩ gì đâu. Quý vị nghĩ, ồ thầy tu mình hộ trì cho thầy tu. Quý vị nghĩ, nhưng mà tự quý thầy phải tự nghĩ, tự nhận mình là một người mang nợ Phật tử. Cho nên Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là sư ông Thượng Thanh Hà Từ, Ngài nói một câu, tôi thường nói tôi là nợ tăng ni. Người nào biết đòi thì tôi trả, ai không đòi tôi khất. Thành thử là mình làm được gì cho chúng sanh đều là cái cách mình đền ơn hết, chứ không phải mình làm ơn cho ai hết. Pháp Hòa chưa nghĩ qua làm ơn cho ai. Pháp Hòa đều nghĩ rằng Pháp Hòa được có cái phước được làm điều đó cho quý vị. Ví dụ người ta cần Pháp Hòa tới tụng kinh, Pháp Hòa không nghĩ là ô tôi làm ơn cho người ta, không dám, mà luôn luôn nghĩ rằng Pháp Hòa đang làm một cái việc là được cái phước được đến đó để thăm một người bệnh, tụng cho hơn thời kinh. Bởi vì Phật dạy nè, trong kinh Phật dạy đàng hoàng có 8 cái ơn mà mình phải làm, mình phải nhớ. Trong đó có một cái bệnh, cái người bệnh đó là người ơn của mình, tại vì nhờ họ thị hiện cái tướng bệnh để cho mình rùng mình ráng tu, mai mốt bệnh rồi tu không nổi. Cho nên mấy cụ già ráng đi chùa, tại vì cụ già ráng đi chùa là để làm hình ảnh cho các trẻ. Các trẻ sẽ nhìn lên, trời ơi cụ già kiểu này mà ở nhà không hưởng phước mà chịu khó đi chùa, con trẻ kiểu này mà con không đi mắc cỡ chết. Rồi người trẻ đi chùa, người già nhìn vô, trời ơi nó trẻ lẽ ra nó đi nhảy đầm nhảy mương mà giờ này nó nhảy đầm nhảy mương, vô đây nó nhảy cò chẹp nó nhảy tới nhảy lui, nó lo
trẻ mà lo đi tu, mình già kiểu này không tu uổng. Cho hai người hỗ trợ với nhau. Hồi đó quý vị biết không, sáng Pháp Hòa lên ngồi thiền, ngồi ngang Pháp Hòa mấy sư cô già, trời ơi mình cũng buồn ngủ lắm chứ, mình cũng muốn vô ngủ lắm, mà nghĩ bà già ra ngồi đây tu, không lẽ mình trẻ vô ngủ. Thôi ráng ngồi với bà già đó. Thành thử ra không có cần điều kiện gì để vô chùa tu, mà tu là mình không được mang bất cứ cái gì vào, tại vì mình vào rồi mình không có tu được. Phải nhận, cho nên phải nhận. Không nhận đây không phải là mình ham mình nhận, nhưng mà mình phải nhận để mình biết rằng mình thọ ơn. Mà thọ ơn thì phải ráng tu để ráng đền ơn cho tín chủ đàng đà. Và mình phải hỏi mình là mình đã sẵn sàng chưa, để mình không có cô phụ cái công phu tu tập của mình. Hồi đó Pháp Hòa đến làm một chú tiểu hầu quý thầy. Thì ở Úc Linh này có cái chùa An gì? Chùa An Tường. Thì Thượng Tọa Thiện Tường á, hay đi qua Canada. Thì cái năm hạ năm đó đó là Pháp Hòa thị giả cho quý thầy. Thì chính thầy Thiện Tường là cái người cho Pháp Hòa bài thơ: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Thầy nói xong, thầy còn nói câu này mà Pháp Hòa vẫn không quên từng chữ: ngày nào sư phụ thiện tâm cạo tóc cho Điệu Hòa, tại lúc đó Pháp Hòa là chú tiểu thôi, thầy sẽ cho Điệu Hòa thêm hai câu nữa: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Hồi sáng Pháp Hòa đến thăm chùa An Tường, đảnh lễ Thượng Tọa và Hòa Thượng Viện Chủ. Và Pháp Hòa đã nhắc lại cái câu chuyện này với quý vị Phật tử ở chùa đó. Và trước khi thầy trở về Mỹ, lâm bệnh và mất, tháng 5 thầy còn qua Canada, thầy gặp Pháp Hòa. Thầy còn la: mấy đứa con ở Canada bảo hiểm sức khỏe free mà không chịu đi khám sức khỏe thường xuyên, thầy kỳ này về thầy sẽ đi khám sức khỏe. Không ngờ thầy khám ra mới biết rằng thầy bị bệnh ung thư gan. Và thầy mất sau đó mấy tháng. Cho nên trong cuộc đời của mình, đôi khi mình gặp những người đó khai thị hay là hướng dẫn cho mình, và từ đó cho mình một cái chí để mình đi lên. Nhiều khi mình gặp một người bệnh, nhưng mà lại là cái duyên để mình giác ngộ lớn. Đó, cái người đó nó mạnh sân sẩn, vậy mà hôm nay bệnh, thế thì tự nhiên cho mình một cái hiểu biết, cái nhận thức, cái tỉnh giác về cuộc đời. Thì Pháp Hòa có nói rằng, hồi chiều này có mấy vị nói như vậy, thì Pháp Hòa mới nói, cái đó đạo Phật gọi là duyên giác. Duyên giác là gì? Cái duyên để cho mình giác ngộ. Ta thấy người nằm đó, bỗng thấy mình xót xa, ta khóc cho người mất hay ta khóc cho ta? Có gì mình khóc không phải khóc cho ai đâu, mà khóc cho chính mình. Mà chính khóc cho thân phận của mình, thì mình phải làm gì để mà để hết một đời này chúng ta được trọn vẹn. Có một lần Pháp Hòa đi một đám tang, đẩy cái quan tài vô thiêu, thì tự nhiên Pháp Hòa không biết làm sao, lúc đó nó chấn động một cái tình cảm gì. Pháp Hòa nghĩ ra bốn câu: người đi xong một kiếp, kẻ ở lại bôn ba. Người đi xong hết kiếp rồi, mình ở lại mới bôn ba nè. Người đi xong một kiếp, kẻ ở lại bôn ba, đi trắng ra về trắng, à có thế thôi mà. Nhưng mà nếu mình thiếu nhận thức, thiếu ý thức, thì mình cứ nghĩ là hình như mình đủ thời giờ để quơ tất cả. Cho nên mình cứ quơ, cứ vơ, cứ vét, cứ tranh, mà rốt cuộc mình được cái gì? Cho nên thí dụ như cái gì mình muốn mà không được thì thôi mình cũng xả. Xả ngay khi mà mình không được, chứ đừng cần phải lưu luyến làm chi. Cho nên cái chữ xả nhà Phật nó hay vậy nè.
là khi nó vừa đến mà nhận thức nó rồi xả liền, chứ đừng đợi để bụng rồi bắt đầu mới xả. Xả kiểu đó cũng được mà phải mất công uống thuốc sổ. Còn xả ngay lúc đầu lại khỏi uống nước trái plum, hay là phải uống tới detox. Cho nên cái chữ xả của đạo Phật là vậy đó. Khi mình nó vừa tới mình thấy cái này không đúng, xả liền tức khắc là khỏi mắc công. Cho nên từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm. Thì cái sự xả mình phải hiểu cho nó sâu là ngay khi nó vừa đến mình không nhận nó là xả, chứ không có nghĩa là đợi ôm vô trong bụng này rồi bắt đầu mới xả. Phải không? Cái đó cũng được nhưng mà nó cực. Ví dụ như mình thấy người đó không hạp, không thương, thôi cô không ghét. Mà tới hồi mà ghét rồi bắt đầu muốn thương lại hơi khó, hơi cực. Con rất thích tụng chú Lăng Nghiêm, con có thể tụng bất cứ thời gian nào thích hợp cho con hay chỉ được tụng vào lúc công phu sáng? Xin thầy hoan hỷ giải thích giúp con. Thưa đại chúng, đối với những vị nào mà chưa biết Lăng Nghiêm là gì đó, thì Pháp Hòa chỉ xin nói gọn thôi. Lăng Nghiêm là một bộ kinh lớn trong đạo Phật. Có thể nói bộ kinh này là thuộc về tâm lý học của Phật giáo. Và trong cái bộ kinh này thuyết minh về tâm rất là kỹ. Cho nên ai muốn tu mà rành rỏi, mà tu cho vững chãi thì hiểu được cái tâm mình thì tu nó vững hơn. Nhưng mà đặc biệt trong bộ kinh này có một đoạn có năm đệ thần chú để giúp cho chúng ta hành trì, để trợ lực cho chúng ta trên đường tu. Cho nên chư tổ ngày xưa đã trích ra năm cái đệ chú Lăng Nghiêm này làm thành một cái nghi thức để chúng ta trì tụng vào buổi sáng. Chứ kinh Lăng Nghiêm không phải chỉ có năm đệ thần chú, mà ngược lại năm đệ thần chú chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ kinh Lăng Nghiêm. Và cái chính là chúng ta học kinh để chúng ta hiểu nghĩa rồi chúng ta tu. Còn cái chuyện hành trì bài thần chú thì tùy duyên, ai muốn hành trì thì hành trì. Chứ Lăng Nghiêm không phải chỉ là năm đệ thần chú. Còn vấn đề tụng kinh không hẳn là Lăng Nghiêm hay bất cứ Di Đà, Phổ Môn gì đó. Mình muốn tụng bất cứ giờ nào, lúc nào đều được hết, chứ không có quy định là kinh đó phải tụng mấy giờ. Nhưng mà bởi vì ngày xưa các tổ phải soạn ra một nghi thức để làm cái thềm thang căn bản cho những ai mới bắt đầu tập tành tụng niệm, thì phải ghi rõ nghi thức gì để cho mình có cái khuôn mẫu mình theo. Bởi vì nghi là nghi thức, tức là hình thức lễ nghi để bày tỏ sự tụng niệm cung kính của mình, chứ không có kinh nào mà định là phải tụng vào đó, phải tụng thời kia. Cho nên quý vị tụng bất cứ lúc nào mà đừng lo Phật ngủ. Có nhiều vị không dám tụng khuya tại vì sợ Phật ngủ. Có nhiều người tối không dám thắp nhang tại sợ Phật ngủ. Thấy không? Chỉ có mình mới ngủ thôi chứ còn mà thí dụ như giờ quý vị thấy mình tụng kinh thì bất cứ giờ nào và tùy nghi. Thí dụ hoàn cảnh mình ít thì mình tụng ngắn, tụng gọn, miễn mỗi ngày mình có thời hành trì. Chứ cũng không nhất thiết là từ 1 tới 10 tụng đủ. Rồi tụng xong rồi mệt mỏi ra, nói trời ơi tôi tụng kinh đó tôi mệt ghê vậy đó. Phải không? Thì nó tùy sức khỏe của mình. Hôm nào mình khỏe thì mình tụng trọn, không khỏe thì mình làm gọn. Phải không? Chứ còn không có Phật nào mà ngồi chấm điểm coi mình thi, mình tụng ngắn, tụng dài để phù hộ gì cho mình hết. Hành trì đó là cái thời gian mình kính bạch thầy, cho con xin hỏi, mỗi khi con nghe Phật tử hỏi câu hỏi thì họ kính bạch thầy. Chữ bạch ở đây là trắng hay nghĩa gì vậy thầy? Dạ thưa, tại vì thường quý thầy hơi đen cho nên phải nói bạch. Chữ bạch nghĩa là trình, là thưa. Thay vì mình nói dạ thưa thầy thì mình dùng cái tiếng Hán là bạch thầy. Chứ còn nếu mà dạ thưa bạch thầy thì nó so max extra. Dạ rồi thưa rồi bạch thầy nữa thì nó dư. Thành thử ra thí dụ mình dùng một chữ thôi, không thích bạch thầy thì cứ thưa thầy, không lỗi gì cả. Không có bắt buộc là phải bạch thầy.
Thấy không? Nhiều khi mình bạch thầy mà lỡ thầy tên Bạch cái thầy nói thưa thầy cũng được, bạch thầy cũng được, không có sao hết. Thí dụ như mình gửi thư tới, mình mời thầy tới giảng, thì thay vì mình nói dạ chúng con xin mời thầy giảng, thì mình không nói vậy, mình dùng cái từ cho nó nghe nó Phật học hơn. Dạ xin cung thỉnh. Thỉnh, thỉnh là mời. Thấy không? Thỉnh là mời, mà thay vì mà nói tiếng Việt là mời thì giờ mình xài cho người ta biết mình là thứ thiệt. Nho là nho thiệt. Cho nên mình nói dạ thỉnh. Rồi khi mà thầy tới rồi á, mình mới treo cái bảng lên là cung nghinh. Nghinh là gì? Là đón. Thỉnh thì mời, mà nghinh thì đón. Mời mà người ta tới thì đón. Rồi thậm chí giờ mình ghi chữ cái câu ở trước và xin kính chào mừng cũng được nữa. Thấy không? Thành thử ra mình muốn xài nào cũng được hết đó. Giá như mấy thầy ở Miến Điện, Sri Lanka hay Châu Phi chi chi thì xưng bằng gì hả thầy? Trời quơ. Chữ bạch lo không rồi mà lo tới mấy ông Miến Điện. Rồi bây giờ Miến Điện sẽ đặt câu hỏi với mấy sư Miến Điện là Vietnamese măng kêu cái gì? Mỗi một quốc gia người ta có cái từ để người ta gọi, người ta gọi các sư của người ta. Ví dụ như người Tích Lan á, gặp các thầy kêu Banh Tê, chứ không phải là Ba Tê nha, Banh Tê. Rồi người Hàn Quốc á, gặp quý thầy kêu là Sư Nim. Sư Nim là đại đức, là thầy. Rồi bây giờ tiếng Mỹ không có chữ. Quý vị biết mấy đệ tử Mỹ quảng cáo Pháp Hòa với mấy người mới tới làm sao? Oh, this is our Thai. You can call him like a Thai. Cái Thai là cái cà vạt á. Họ quảng cáo hoài vậy với mấy người Mỹ mới tới á. Khi Pháp Hòa ra ngồi hướng dẫn, rồi cái họ dẫn anh Mỹ mới tới này, I would like to address you, this is our Thai. So for you to easier to call him, you can call him like our Thai. Rồi thì mình ngồi đó mình cũng đai luôn. Hằng năm dựa theo ngày cha mẹ ông bà qua đời mà cúng dỗ, nay con dự định sẽ gom lại mà cúng chung một ngày vào cuối năm. Như vậy người khuất mặt có hưởng được những bữa ăn đó không thưa thầy? Thì nhớ khi mà mình cúng cái dỗ đó, mình phải gửi cái giấy clearance all in once, và đồng thời phải báo cáo là all you can eat. Pháp Hòa thường thưa với đại chúng là cúng dỗ không phải ông bà nào ngồi để chờ cái dỗ mình cúng. Mà nói cúng dỗ là nghe cho mùi mẫn và lâm ly, chứ đa số là cúng món gì mình thích không à. Phải không? Đi chợ là không hề hỏi Phật thích ăn món gì. Khoái hồng giòn là Phật cũng ăn hồng giòn suốt thôi. Khoái cái gì là Phật hưởng cái đấy. Thành thử nói cúng dỗ vậy chứ thật sự là nhịn bàn thờ là toàn là mấy món mình thích. Thế đại chúng, cúng dỗ là một cái hình thức rất đẹp của dân tộc Việt Nam. Để chúng ta không quên cội nguồn, cho nên cái cúng dỗ là một hình thức cúng cái cội nguồn, để cội nguồn không mất. Nếu chúng ta không cúng thì chúng ta không còn nhớ tổ tiên ông bà mình là ai, và con cháu chắc chắn sẽ không biết ai là ông bà. Bởi vì chính mình còn cắt đứt cái quan hệ đó thì sao thế hệ sau nó biết. Cho nên giữ cái cúng dỗ đó, đừng có nghĩ nó rườm rà, mà ăn thua chúng ta biết cách tổ chức như cái hình thức này. Gom lại một năm cúng một lần, chúng ta gọi là hiệp kỵ. Hiệp là gì? Là hợp lại. Kỵ là dỗ. Nếu chúng ta gọi tiếng Việt là dỗ chung. Còn nói cái từ chúng ta thường dùng là hiệp kỵ, mỗi năm một lần. Rồi mình bảo với con cháu là ngày đó tháng đó các con tập hợp về, vì ngày hôm nay là ngày chúng ta tưởng nhớ ông bà tổ tiên.
Phải không? Ancestor Remembrance Day, tức là ngày tưởng nhớ tổ tiên. Quý vị có thể chọn bất cứ ngày nào, even Thanksgiving. Ngày lễ tạ ơn là ngày hay nhất để có thể chọn, bởi vì ngày đó được nghỉ. Đồng thời nó đúng ý nghĩa là tạ ơn, đúng với nước Mỹ thì con cháu nó không quên. Và sau này có thể nó không còn biết, nó không nhớ gì nữa, nó nhớ cứ mỗi năm đến ngày lễ tạ ơn là các con phải tập hợp về nhà, trước là tạ ơn tổ tiên ông bà đã cho chúng ta được thân thể hình hài cuộc sống này. Thành thử ra cái cúng giỗ đó rất đẹp và rất hay. Ăn thua mình tổ chức ngày nào, hình thức nào để chuyên tải được cái nội dung. Luôn luôn chúng ta làm gì cũng hai phần, nội dung và hình thức. Nhiều khi chúng ta hình thức rất nhiều mà quên hẳn cái nội dung. Cho nên làm cái gì phải có hình thức và nội dung được trọn. Thì cúng giỗ là hình thức, nội dung là tưởng nhớ để không quên. Vậy được ha. Con thường hay nói dối với ba má. Thí dụ mua sắm đồ hoặc mua đồ ăn, con đều nói giá thật rẻ. Hoặc nếu có chuyện buồn xảy ra trong gia đình, con đều giấu. Như vậy nói dối với cha mẹ có tội hay không? Cái này nó giống hồi nãy Pháp Hòa thưa cái giới thứ tư vậy đó. Nếu mà chúng ta ý thức chúng ta đang nói gì để đừng làm người khác buồn khổ thì điều đó không hề phạm, dù rằng mình nói đó điều đó không thật. Ví dụ như là Pháp Hòa thưa đại chúng, một ví dụ thôi. Ở chùa Pháp Hòa có quý sư cô lớn tuổi ngày xưa. Pháp Hòa một mình phải điều hành hết mọi việc trong chùa. Thậm chí những tháng đó có khó khăn gì, Pháp Hòa cũng không bao giờ kể cho các cô lớn tuổi nghe. Bởi vì Pháp Hòa biết rằng mình nói cho các cô nghe, các cô cũng không giúp được gì, mà làm ảnh hưởng đến cái sự tịnh niệm của các cô. Vì các cô lớn tuổi rồi, đi tu với mình là chỉ mong làm sao có được những ngày thanh tịnh đến cuối đời. Và những điều đó mình không nên nói nữa, để các cô yên tâm điều đó. Lúc lai mình nói dối phải không? Nhưng mà mình ý thức lý do gì mình không nói. Cho nên ở đây Pháp Hòa cũng trở lại hai chữ ý thức. Vì sao mình không nói? Vì mình muốn, mình biết rằng nói ra điều đó sẽ không lợi cho người này người kia. Và khi chúng ta giữ trong lòng không có nghĩa là mình ôm ấp khổ đau, mà chúng ta tìm cách chúng ta hóa giải và người kia khỏi cần phải lo. Chứ không phải là mình ôm ấp một mình chịu đựng. Cho nên cái chỗ giới thứ tư nó đặc biệt là chúng ta phải ý thức đừng nói những gì gây đổ vỡ hoặc khổ đau cho người. Chứ không phải là nói dối thì lúc nào cũng phải nói thật. Mà cái điều thật đó không mang lại hạnh phúc cho ai, an lạc cho ai thì chúng ta không nên. Câu hỏi cuối cùng. Phật tử học đạo thì phải hành đạo, nhưng con thấy đa số chúng sanh họ không chịu tu học, làm điều sai rồi làm cho họ khổ. Nếu mình muốn cứu họ phải mất nhiều thời gian, rồi họ đôi khi họ kéo mình xuống, làm phiền mình, làm mất thì giờ tu tập của mình. Nên con không mất thì giờ với họ mà không đi đến kết quả. Như vậy con đúng hay sai? Cái này cũng khó trả lời. Bởi vì mỗi người chúng ta tùy tâm mà phát nguyện. Có những người chỉ nghĩ rằng mình tự đủ lo cho mình thôi, không dám lo cho người khác. Đạo Phật gọi cái này là gì? Tiểu thừa. Còn nếu như mà trong khi mình vừa tu mà vừa giúp người, hoặc thậm chí mình lăn xả mình giúp người, Phật gọi là gì? Đại thừa. Rồi như mình thấy ôi mấy người này mà tu hành gì giúp họ rồi mai mốt họ cũng như thế này thế kia, thôi tu cũng thèm đâu, cái này cũng là thừa, kêu đổ thừa. Thành thử ra Phật giáo có tiểu thừa, có trung thừa, có đại thừa, và có một cái thừa hơn nữa, đó là Phật thừa. Ngài Thật Hiền có nói trong Phát Tâm Phát Bồ Đề Tâm Văn, cửa chính yếu để vào đạo thì phát tâm Bồ Đề trước nhất.
Nhưng muốn phát tâm, mình phải hiểu rõ 8 thứ phát tâm. Trong đó có tà chánh, chơn ngụy, đại tiểu, thiên viên, 4 cặp, 8 thứ. Nếu mà mình phát tâm chỉ vì lợi dưỡng cho mình, mình vào đạo bằng cái tâm gọi là lợi dưỡng mà không hề móng một chút tu hành, cái này là phát tâm tà, không phải phát tâm chánh. Cũng không phải rồi mình lệch lạc, mình đi theo sai quấy, thì cái đó gọi là phát tâm ngụy, không phải là phát tâm chơn. Tà chánh chơn ngụy, thấy chúng sanh khó khăn chúng ta không lăn xả, chỉ muốn hưởng phần của mình, cái đó gọi là phát tâm tiểu. Phật đạo xa cao vẫn phát nguyện tới, chúng sanh khó độ vẫn cố gắng độ, khổ nhọc không màng, danh lợi không ham, phát tâm như vậy gọi là phát tâm đại. Chỉ biết thương người của mình, không thích độ những người khác, họ không phải là dân tộc của mình, phát tâm như vậy gọi là thiên. Thiên là lệch bên, không phân biệt mà độ họ tấn cung, cái đó gọi là phát tâm viên. Thế thì sự phát tâm có 8, lấy 4 bỏ 4. Bỏ tà, bỏ ngụy, bỏ gì? Bỏ thiên và bỏ tiểu. Lấy chánh, lấy chơn, lấy viên, lấy đại. Thật ra mình có quyền từ chối không độ, không có tội, không có lỗi gì cả đâu. Nhưng mà ở cái, nhưng mà thí dụ trường hợp như vậy thì tự biết à, mình đang ở cái mức độ của cái này, chứ không có lỗi gì hết. Ví dụ như bây giờ xe Pháp Hòa chở được maximum là 5 người, vì xe 4 chỗ mà nhét nữa thì được người thôi. Thì không lẽ bây giờ Pháp Hòa từ chối người thứ 6, thứ 7 là mang tội sao? Bởi vì xe Pháp Hòa tôi chỉ có thể chở được cao tay là 5 người. Nhưng mà phải nhận, à đây là xe nhỏ, chứ không có gì hết. Cho nên ở đây, nói ra điều này cũng không có phải là mình lỗi gì cả. Nhưng mà nhận, còn ví dụ bây giờ mình thấy rằng, nếu như các bậc Bồ Tát đều khởi cái tâm giống mình, thì chắc có lẽ cõi đời này không được bao nhiêu người được độ. Thôi bây giờ mình quán chúng sanh như những người con của mình. Bởi vì con của mình nó hư cỡ nào, mình cũng không bao giờ bỏ nó, vì thủy chung đó là con của mình. Bồ Tát thấy chúng sanh như con của các Bồ Tát. Cho nên trong kinh nói, Đức Phật thương chúng sanh như thương La Hầu La. Vì La Hầu La là con của Thái tử. Nhưng mà nói như vậy thôi để mà nói lên cái hình ảnh là Phật thương chúng sanh như thương con, chứ còn không phải là tại La Hầu La là con Phật, Phật mới thương, để lấy cái biểu tượng. Chứ còn nếu mình nói vậy mà có thể nói à, về Phật ích kỷ nè, chỉ thương La Hầu La mà không thương người khác. Ở đây nói cái ý là thương chúng sanh như thương con. Thầy xin hỏi thầy có gì giải thích là cái ví dụ như ví dụ cái thời gian buổi chiều là thời gian thầy nghỉ hay thầy đi đọc kinh hay đọc sách, thì cái người, những người đó họ tới họ cứ ngồi lê la, họ kể chuyện này chuyện kia, rồi họ than trách này kia nọ, thì cái thời gian mà thầy phải giữ sức khỏe cho thầy phải tu tập cho thầy ngồi thầy nghe họ nói, mà họ, mình biết là họ sẽ không thay đổi, mình khuyên răn họ, mình hướng dẫn họ, họ cũng không thay đổi, như vậy con nghĩ cái đó không phải là trí, mà từ bi. Cái đó mà Phật dạy là khi mà Phật phải quy trí, mà mình vì người ta mình mất cái thời gian, mình nhiều khi mình không ngủ ăn được, không ngủ được, mình bệnh rồi, cái sự nghiệp của mình phải làm sao rồi. Yeah, thôi thì tại mình cũng hết giờ, Pháp Hòa cũng muốn giải quyết cái câu này cho xong. Thì theo lời của cô nói rằng, nếu một người đó họ cứ tới làm phiền mình mà mình biết họ không thay đổi, rồi mình cứ mất thời gian với họ, thì mình cũng mất sức khỏe, mất thời gian của mình. Làm như vậy thì không phải là trí. Thật sự ra dĩ nhiên là đúng, nhưng mà không phải làm như vậy thì gọi là trí. Bởi vì trí thì nó có bi. Mà đã là trí á, thì mình sẽ hiểu rằng nếu lúc đó mình thật sự mình không khỏe, và mình biết người này hiện tại bây giờ đang overdose cái thuốc rồi, mình có thể tìm cách trì hoãn họ ở một dịp khác,
chứ không thể nói thôi chị đi về đi, tôi không có muốn gặp chị nữa, tôi không muốn nói chuyện với chị nữa. Mình có không ông bác sĩ nào nói you go home đi tôi give up on you rồi, ông bác sĩ ông cũng sẽ nói rằng thôi hôm nay nhiều được rồi, chị về đi rồi bữa khác chị trở lên, chị uống hết thuốc này đi rồi tôi lên tôi khám lại rồi coi coi làm sao tôi thêm thuốc tôi giảm thuốc. Bác sĩ là có quyền nói như vậy với bệnh nhân để cho bệnh nhân yên lòng ra về, mặc dù bác sĩ vẫn biết trong bụng tomorrow the same nhưng mà trí thì không thể từ bỏ người ta, mà trí thì phải biết vận dụng làm như thế nào để người ta vẫn go home mà mình không mất lòng bi của mình. Như vậy gọi là trí bi viên mãn. Cho nên Phật hay dạy mình phải quán chiếu, lấy cái niềm đau nỗi khổ của người làm niềm đau nỗi khổ của chính mình. Để mình làm gì? Mình có thể thương được người đó ngay trong cái giờ phút đó. Chứ khi mà mình biết thương họ thì họ không còn sống thì làm sao được. Cho nên mình biết đặt mình vào cái vị trí của người đó để mình thông cảm. Không là ví dụ vậy nè, mình đi tới một cái tiệc, người ta hơi tiếp đãi mình không có được, rồi chu đáo. Cái giây phút đầu mình hơi buồn, nhưng mà cái giây phút sau mình nói trời ơi, người ta bận rộn tiệc tùng mà mình phải thông cảm cho người ta chứ, người ta có cả trăm hàng trăm hàng trăm khách, ai người ta làm sao người ta niềm nở dồn dã với mình được hết. Thế thì mình thông cảm, mình nhẹ nhàng. Mình đến đây mình hay nói sao? Tôi tới đây tôi có mặt cho gia đình, còn cái chuyện tiếp đãi tôi đừng có lo. Miệng nói vậy đó, nhưng mà ta sơ sót một chút cái về trách. Trời ơi tiệc gì đâu mà đáng giả rề nhưng mà mình hay nói người ta là tôi tới đây tôi chơi, tới đây thăm gia đình. Nhưng mà rồi mình nhiều khi mình cũng sau đó mình đi cái tiền vậy đó, ăn vậy nó kỳ quá. Nhưng mà khi mình hiểu ra mình thông cảm cái thì tự nhiên mình giờ cho dù mình không có giận người đó hay là mình thoáng buồn đi nữa, cái lát cái mình nhẹ nhàng. Mình phải tự cho mình những cái món quà nhẹ nhàng đó, chứ còn mình chờ thiên hạ cho, ta cho không nói. Cho nên cuối năm ai cũng đi mua quà hết trơn để tặng cho người này người kia, nhưng mà hình như mình chưa có quà cho mình. Có quà cho mình đâu, không có. Có nhiều tiền là cho người khác hết, đâu có sao đâu, tốt. Vậy thì bây giờ mình cho mình món quà gì đây? Món quà của mình là mỗi khi mình làm được gì cho ai vui, mình thấy người ta cười, đó là món quà của mình. Cho nên nhiều lúc á, mình chỉ cần mình tới được với người đó mà mình nói một câu mà người đó nhẹ lòng thôi, tự nhiên mình thấy mình hạnh phúc quá. Hồi tối hôm qua có một em, năm nay nó không biết nó 10, 11 tuổi gì đó, trước khi đi ngủ nó chạy tới qua, nó nói thầy ơi thầy, thầy cho con ôm thầy một cái được không? Nàng boy nha. Thì Pháp Hòa đứng dậy cho nó ôm, nó ôm xong cái nó nói nhỏ đó, thầy cho con hôn thầy một cái được không? Very sweet. Mà thưa đại chúng, mà cuộc sống của mình mà chỉ cần được một người tới như mình vậy, mình cũng hạnh phúc nữa. Con mình mà nó tới nó ôm mình, I love you mom, trời ơi mình mừng giống như mình trúng số vậy đó. Giống như hồi sáng này nè, ở trên Tây Thiên á, thì Pháp Hòa lên chánh điện là lúc đó là 6:10. Thì Pháp Hòa nghe thầy Tịnh Tạng đang hướng dẫn cho đại chúng ngồi thiền. Mà quý vị biết là Pháp Hòa rất rất là vui. Vui là cái giờ công phu các thầy ra hướng dẫn ngồi thiền tụng kinh. Chỉ mỗi một lần Pháp Hòa thấy một thầy, một chú, một cô trong những vị đệ tử của mình mà siêng tu, Pháp Hòa vui hơn ai cho Pháp Hòa bạc ngàn. Tại vì thật sự quý vị đó tu, quý vị được lợi lạc chứ mình được cái gì. Nhưng mà mình nghĩa là quý vị đó được lợi lạc và quý vị đó sống mà có cái đường lối tu tập. Tụng thời kinh đâu có gì đâu mà sao thầy vui.
Nhưng mà nghĩa là người đệ tử đó vẫn còn nhận cái biết thời khóa tu tập của mình. Có một hôm á, khuya rồi, thấy hai chú còn đi vô đi ra phòng của mình đi xuống, hỏi tụi con làm cái gì. Cái chú mới lúng túng hồi, cái chú mới nói con với sư huynh đang suy nghĩ những cái lời dạy của thầy rồi nhắc lại rồi chép bỏ vô trong cái hũ. Thế thì cuối năm á, quý chú mới tặng cho quà một cái hộp, trong cái hộp đựng trà thôi. Thì mấy chú mới nói là khi nào thầy rảnh thì mở ra coi. Thế thì Pháp Hòa mới mở ra, thì Pháp Hòa mới thấy là mấy chú nhắc lại những cái lời nói của Pháp Hòa, có khi vui có khi trách, nhưng mà rất là những cái câu trách vui thôi. Pháp Hòa ví dụ một câu, Pháp Hòa nói mấy con sống nhớ làm sao mình là một cái trái banh tròn, đá cái nó còn lăn được dài dạo. Còn mình mà là cái trái banh vuông á, người ta lật đâu nằm đó. Cũng giống như mình nói con đi vô lấy cái dĩa, cho nó lấy cái dĩa thôi chứ nó không biết nó lấy cái thứ hai. Tại vì mình ví dụ bốn người khách đang ngồi vậy đây, thế thì mình cái câu nói bình thường của mình là con vô lấy dĩa, thì tự nó phải suy nghĩ là à, bây giờ có bốn người thì phải lấy bốn cái dĩa. Đằng này kêu lấy cái dĩa vô lấy đúng một cái, thì cái đó là banh vuông chứ gì nữa. Mà quý vị thấy hình như con mình bây giờ nó làm bánh vuông nhiều hơn bánh tròn phải không? Không kêu là nó không làm, mà kêu cái gì làm đấy. Cũng giống như nó đi làm ở trong hãng vậy, bướm nó chất đồ lên kệ là nó chất đồ lên kệ, chứ nó không bao giờ quét nhà. Nhưng mà người Việt Nam của mình, cái cách mình đi làm việc cho người ta đó là mình luôn luôn nghĩ mình làm công. Cho nên rồi cái thì hễ ngoài cái chuyện chất đồ lên kệ rảnh còn sắp cái chỗ quét nhà, chứ còn cái kiểu của mấy anh mình đây là chất hàng là chất hàng, quét nhà là quét nhà, chứ không làm hơn. Thì nhắc lại những câu đó, giống như trong phòng Pháp Hòa hay để những cái gì mấy chú tặng, dù là một cái hình, dù là một cái vẽ, nhưng mà để làm chi? Để mình luôn luôn mình có niềm vui. Pháp Hòa tin chắc là quý vị sẽ có những cái đó của con mình lúc nó nhỏ ra đi học đó. Nó vẽ, nó viết rồi mình lưu lại, đừng có bỏ mấy cái đó. Khi mà nó lớn lên rồi mình nhìn cái đó mình vui lắm. Mà thậm chí mai mốt nó lớn lên nó nhìn cái đó nó cũng vui, nó thấy hồi nhỏ nó phân đi. Và đồng thời nhắc nhở nó hồi nhỏ con dễ thương như vậy. Nên bây giờ có những chú không còn sống ở trong chùa, nhưng mà cái hình của mấy chú Pháp Hòa treo đó thì vẫn treo đó. Ở đây mình có cái niềm vui trong cuộc sống. Và nhất là cuộc sống người tu là cuộc sống gì? Cuộc sống phụng sự. Niềm vui của người tu là được phụng sự, chứ không phải chỉ gõ mõ tụng kinh chỉ biết cho riêng mình. Cuộc sống của mình, nếu mình sống mà mình làm lợi lạc cho nhiều người, đó là hạnh phúc lớn. Nếu mình sống mà mình thấy rằng mình chỉ hưởng thụ một mình đó, thì mình biết là mình sống theo cái hình thức nhỏ bé. Ví dụ như bây giờ ngày nào mình cũng đi chơi mà không hề quan tâm tới người nhà mình, vợ con mình hay chồng con mình, không cần biết, chỉ đi vui thôi, thì cái đó là hơi, mình hơi hẹp á, mình hơi hà tiện á. Chứ mình sống làm sao mà mỗi ngày mình làm được cái gì cho người xung quanh, thì đó là cái hạnh phúc đó. Và đó là món quà mà mình có thể làm tặng cho mình. Khi mình làm cho người khác, cái công việc mình làm đó, người ta nhận đó là món quà. Còn nụ cười của họ là món quà cho chính mình. Cái niềm vui là mình làm được. Pháp Hòa cứ nghĩ vậy nè, mai mốt lỡ mình già mình làm không nổi, hay là một cơn bệnh tật nào nó tới với mình làm không được nữa, có muốn làm cũng không được. Nghĩ như vậy cho nên mình làm mà mình không có than, mình không có buồn, có gì làm bằng tất cả tấm lòng. Quý vị tập làm như vậy cũng được. Sống làm sao mỗi ngày, có những người người ta cũng sống 24 giờ, mà 24 giờ nó vô nghĩa. Mà 24 giờ của mình sống mà chỉ có cho mình giờ ăn cơm, vài giờ ngủ, còn phần lớn còn lại là mình cống hiến, thì mình thấy đó hạnh phúc. Thế là chúng là
Thường thường á, người Việt mình hay nói cái ông đó, ông tu mà còn làm business. Mình nghĩ business là gì? Là mở công ty làm ăn. Nhưng mà thật ra mỗi ngày chúng ta sống đều có cái business đó. Ví dụ sáng nay một Phật tử nào gọi tới nói thầy ơi rảnh không, chở thầy đi đây. Nói giờ không được, sáng nay phải làm lễ. Sáng nay làm lễ là business của Pháp Hòa. Thầy nói vậy hả? Vậy thôi cũng dính, chở thầy đi. Nói giờ không, bữa nay thầy viện chủ có giảng, em phải giảng thế, em còn business kia. Rồi có những người không thể lên đây ngồi giảng, phải dưới bếp nấu ăn để lát mình có ăn. Thì business của họ bữa nay là phải nấu ăn cho đại chúng. Sáng không có đi đâu được, phải chở con đi học, đó là business của mình. Chiều không có hẹn đâu được, phải đi rước con về, business của con của mình. Vậy thì quý vị nghĩ có ngày nào mình không có business để làm? Và thậm chí mình đang nói chuyện với một người khác đi vô, thì họ đi sang vô cái mình nói mind your own business. Thì như vậy thì cái business của mình là gì? Tức là mỗi những công việc gì mà chúng ta đang làm đây, chứ đâu phải là chuyện làm ăn. Mà mình cứ nghĩ đơn giản là business là đầu tư làm ăn. Đầu tư là gì? Tâm tư của mình biết để vào trong mỗi một việc, đó là đầu tư. Vậy thì khi mình tu á, mình phải đầu tư vào cái việc tu. Giống như Pháp Hòa và đầu tư vô cái người tu, mà đầu tư vô đâu? Đầu tư vô người tu nữa, để hết đời mình được có người khác. Thật sự quý vị sống, quý vị có tu, quý vị làm được gì? Đó là làm lợi cho Phật Pháp, cho mọi người. Chứ Pháp Hòa hưởng gì? Bây giờ Pháp Hòa muốn hưởng á, là đến lúc rồi đó. Thật sự là mình có cái phòng thôi chứ nhiều. Nhưng mà tại sao mình phải làm nhiều việc như vậy? Là vì mình không nghĩ cho mình. Nếu mình nghĩ cho mình đã dừng lâu rồi. Tại vì mình đủ hết rồi. Cho nên một cái người tu á, không phải là chùa to Phật lớn là thành công. Mà nếu mà thành công của người tu là những người tiếp nối của mình có. Nhiều cái đó nó cũng tùy theo cái phước báo của mình và cái phước báo của người đó. Nếu họ không có phước, hết phước rồi, thì họ cũng không tiếp tục được. Hay có những người vô tu nhưng mà cho qua ngày đoạn tháng thôi chứ không làm gì hơn được. Hoặc là mình nói tôi sáng tôi làm việc đó, ngày trưa tôi làm việc đó, chiều tôi làm việc đó, ngoài ra ai làm gì làm tôi không biết tới. Cái này Phật cũng vỡ như tiểu thừa vậy. Còn đại thừa là gì? Luôn luôn mình sống mà biết biết nhìn ra tất cả. Ví dụ như 10 giờ đêm có khách đột xuất, tao kệ đi, không thầy trụ trì cũng làm gì làm, tôi hết giờ rồi, giờ 9 giờ tôi phải đi ngủ chứ. Ở ngoài này chạy gần chết luôn, trong cũng mình cũng ngủ bình thường. Thì mình sống vậy cũng ai nói gì đâu. Nhưng mà mình thấy là mình sống vậy là mình sống cho bản thân. Còn nếu mình thấy rằng ngôi chùa đó là cái chung của mình, thì bây giờ con cái cũng vậy. Có nhiều khi khách ở nhà vui vô phòng ở trên, cha mẹ muốn tiếp khách muốn làm gì làm hết khách rồi nó ra. Có nhiều khi ăn nó bưng vô phòng nó ăn, nó không đi ra. Ở đây là đa phần là nó sống như vậy. Cho nên mình cái cách mình sống á, là mình có hai con mắt, tới hai cái lỗ tai, nghe bên phải, nghe bên trái, mắt nhìn thẳng, nhìn ngang, nhìn xuống, nhìn lên. Có một cái tim ngay giữa, để nó làm gì? Nó là trung tâm, nó tiếp nối với mắt, với tai. Cho nên hồi nãy mình đọc cái bài đó, con xin nguyện lắng nghe bằng đôi tai xót thương, bằng tấm lòng lân hận. Con xin học nhìn bằng tâm tình hiểu biết. Nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát. Cho nên cái trái tim mình nằm ngay cái tâm ngực của mình. Cho nên là nhà Phật cái tu tâm, tu tim. Theo chữ tâm á, nó nhiều nghĩa ha. Nhưng mà cái nghĩa căn bản nhất đó là gì? Nhục đoàn tâm. Nhục đoàn tâm là gì? Là cái trái tim bằng thịt, bằng màu đỏ. Nó nằm ngay trong tâm, trong cái thân thể mình. Cái đó là nhục đoàn tâm, là trái tim bằng vật chất. Nhưng mà giờ mình nói đơn giản thôi, đừng thấy trái tim biết rung cảm.
Nhưng mà sao nó gặp cái người trai cái nó mới rung, gặp gái nó mới rung, còn gặp chuyện nó không rung. Ở nhà việc quá trời luôn mà nó chẳng rung gì chứ. Mà nó gặp người khác nó rung, rung tay, rung chân, rung, nó rung đi. Có bà nói chuyện, nhưng không bà trong pháp tu, có bà nói chuyện với một em. Ví dụ như mình đi ngang cái chỗ đó mình thấy có một bao rác, cái mình tuyên bố lên, ô bao rác. Nhưng mà rồi sống vậy thôi đó, biết bao rác mà không biết, trái tim không biết nói là rồi làm gì với bao rác này, đem đổ hay là để đó. Và thậm chí mình nói trời ơi cái này rác mà sao để đây, chỗ này đâu phải chỗ để rác, nói vậy xong đi luôn. Thôi cha, trong cuộc sống này vậy. Vậy thì đâu còn giải cho mình gì? Nhận cái đó là sai, chưa đủ, làm gì để chỉnh nó? Tôi tính tôi nóng lắm. Ủa rồi sao? Rồi bác tôi chịu hả? Rồi cái tiền đó thôi, chịu chịu thôi, tôi dễ. Trời ơi, mình nóng mà mình thương người ta thì mình phải sửa cái nóng của mình. Nhưng mà đa số cái tật của bà không sửa nha. Nhưng mà mình không sửa mình. Thì cái tật của ông không sửa nghe, mà mình không sửa mình, mà mình bắt người ta phải sửa cái tật đó. Vậy là nó fair. Thật sự là tại sao mình phải tìm một người sống chung? Để chia sẻ mà. Chồng đi làm trả tiền mortgage, vợ đi làm trả tiền ăn. Cuộc sống là phải share. Chứ còn không là chỉ có share phòng mà không có share việc. Còn không là sòng phẳng, tôi lo ăn bà, tôi lo ăn ông lo nhà, tôi lo ăn ông lo bill. Vậy thì mình chỉ sống xe bill, xe tiền mà không xe tình cảm. Cho nên ở đây người chồng cũng có thể là một người mẹ giúp cho vợ lo cho con. Người chồng có thể nấu ăn, người chồng có thể cho con bú, người chồng có thể chăm sóc con. Tại vì mình càng làm thì tình thương mình càng lớn, mình càng làm mình càng cảm thông cho vợ. Và từ đó cái ý nghĩa mà chúng ta đến với nhau để làm gì, tự nhiên lớn lên mình đi tìm một cái người khác, đâu phải chỉ để sống chung cho chó với người ta. Tại người ta có mình cũng có, mà cái mục đích có là để chia sẻ. Mà chia sẻ cái gì? Không phải chỉ những lúc mình vui, không phải chỉ những lúc tiền bạc, mà chia sẻ tất cả những cái gì trong cuộc sống. Vậy thì người tu với nhau cũng vậy, người tu với nhau cũng là chia sẻ. Huynh đệ trong chùa cũng có thể chia sẻ, chia sẻ công việc, chia sẻ những cái nỗi niềm của mình trong khi mình tu tập. Mà mình sống được như vậy thì cái ý nghĩa sống nó trọn và nó đẹp. Ai cũng nói ý nghĩa, cái gì cũng phải có ý nghĩa hết, làm gì cũng ý nghĩa hết. Nhưng mà thật sự đôi lúc mình sống thì mình thiếu cái ý nghĩa. Mình làm cái ý đó mà mình nói được cái nghĩa đó. Ví dụ như mình thấy người ta đem bó hoa ta tặng, ủa nghĩa gì? Ý nghĩa là gì? Cho nên màu hoa nó cũng có ý nghĩa. Người ta định màu vàng là tượng trưng cho gì, màu đỏ là gì, màu xanh là gì. Giống như trong Phật giáo, những quý thầy tại sao mặc màu vàng, tại sao mặc màu nâu, hay là tại sao khi người thân chúng ta mất chúng ta lại để căn tăng màu trắng, có cái ý nghĩa của nó. Vậy thì trong cuộc sống này, mỗi hành động, mỗi lời nói của mình đều có ý nghĩa. Mà nếu chúng ta thiếu chánh niệm thì cái ý nghĩa đó nó đen, nó làm cho người khác khổ. Ví dụ mình một có một lời nói móc, mình cố tình đó, người đó nghe xong ta hiểu nghĩa đó, cái ta buồn. Vậy thì cái lời nói của mình nó cũng chứa được ý nghĩa. Mà có những ý nghĩa nó làm cho người khác hạnh phúc, có những ý nghĩa nó làm cho người khác đau khổ. Vậy thì chúng ta là người đến với đạo Phật thì không phải chúng ta trở thành một tín đồ, mà hay hơn là chúng ta là một hành giả biết chuyển hóa, biết tu tập. Phật giáo cần cái đó. Phật giáo hướng dẫn mình là trở thành một hành giả biết tu tập, biết chuyển hóa. Có một em Phật tử
Hồi nhỏ nó đi học chung với mấy chú tiểu nè. Bây giờ nó lớn rồi, nó qua Victoria nó học. Vừa rồi có quà đi về nó giảng. Nhiều năm mới gặp lại nó. Giờ lớn rồi. Quý vị biết nó có một cái điều mà Pháp Hòa làm cho Pháp Hòa vui không thể tưởng được. Là mỗi ngày trước khi đi ngủ, nó vẫn lại Phật 50 lại trước khi đi ngủ. Đêm nào mà biến không lại mà lên ngủ khó chịu, bước xuống là lại Phật 50 lại rồi đi ngủ. Trời ơi, Pháp Hòa nghe như vậy á, nó khỏi cho quà, cho tiền, cho gì hết, mà là một món quà lớn cho Pháp Hòa. Pháp Hòa nói con làm cho thầy, thôi để thầy xá con. Nhiều khi thầy, Pháp Hòa nói đùa, sư tử tu nhiều hơn sư phụ. Thành thử ra quý vị thấy là nếu mà đứa nhỏ, một đứa nhỏ mà nó vẫn giữ được cái hành trì đó thì quả thật là tốt. Nó không biết nói tiếng Việt nhiều, nó nói nhiều nhưng mà nó không biết dùng cái từ á. Nó cầm cái bao thơ cúng dường mà nó nói là sao phải không? Thầy ơi thầy, cái này cái tiền mướn thầy qua đây á. Trời ơi, ba mẹ nó lại xin lỗi mà nói vui vui, không có gì trở ngại. Mình rất hạnh phúc nghe những câu đó. Tại vì cái câu nói đó nó từ cái tâm của một đứa nhỏ. Nó đâu có ý nghĩ gì đâu, nó đâu có ý xấu, nó nói theo cái nghiền hiểu cái cách của nó mà. Cho nên rồi quý vị là Pháp Hòa nghe được đó, Pháp Hòa mới nói trời ơi, con tu nhiều hơn những vị tu nữa. Có những người có cái nhãn tu mà tu cũng bằng con. Chỉ cần nghe con cái mình. Cho nên quý vị sẽ không bao giờ hiểu được rằng á, mình có một cái tật lớn nào đó, ví dụ như nóng tánh nè, mà hôm nào mình giảm cái nóng tánh, mình không biết được vợ mình vui cỡ nào đâu, mình không biết được chồng mình vui cỡ nào đâu, mình không biết được cha mẹ mình vui cỡ nào đâu. Nóng nảy là một cái mà rất là làm cho đổ vỡ, đau khổ nhiều người lắm. Mình biết vậy đó, biết hết á, nhưng mà mình không có thay đổi được. Thì Phật giáo cần mình làm cái người là hành giả. Hành giả là gì? Người thực hành. Hơn là gì? Hơn là cái người tín đồ. Tín đồ là đồ chúng tin tưởng. Mà mình tin Phật mà mình không sửa đổi gì hết thì tội Phật hết. Phật giáo là hướng dẫn cho chúng ta trở thành một người biết tu tập, biết chuyển hóa, chứ không phải là trở thành những tín đồ chỉ biết lại Phật, cúng Phật, rồi cung phụng cho Phật. Họ không cần cái đó. Mình làm là để bày tỏ sự biết ơn của mình đối với Phật, người đã khai sáng dẫn dắt cho mình. Cho nên tất cả mọi hình thức lễ nghi chẳng qua là một ý nghĩa là bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật. Còn cái chính là chúng ta làm những gì mà Phật hướng dẫn cho mình. Thôi thì hôm nay nhân cái ngày cuối năm, Pháp Hòa cũng không có nói cái gì gọi là cao siêu trong kinh sách, nhưng mà cuối năm là một cơ hội để mình nhắc nhở lại với nhau. Nhắc nhở lại là mình nhìn lại mình đã sống như thế nào trong một năm qua. Trong cái khóa tu vừa rồi có một em nhỏ, nó mới có 10 tuổi thôi, mà mẹ nó gửi nó đi tới khóa tu, mà thật sự là nó chưa có đúng tuổi. Thì Pháp Hòa mới chọc nó, Pháp Hòa mới nói con có biết là con đi tu lậu không? Nó đâu có hiểu cái chữ tu lậu là gì, như một cái dịch, nhưng mà nó tiếng Anh vậy đó, nghĩa là nó không đủ tuổi nhưng mà ba mẹ gửi vô và nó rất là ngoan, nó rất là hợp tác và sinh hoạt nhịp nhàng với tất cả các anh em lớn, cho nên mấy anh em lớn cũng thương đó. Ngày hôm qua đi chơi không đủ xe, đi thể thao không đủ xe, rồi cái chở tới chở lui sao, ảnh nằm trong phòng ảnh ngủ, ảnh ngủ rồi mấy thầy đi kiếm không được, ảnh tưởng hết rồi, lảo đảo ảnh đi ra xót ảnh. Cái Pháp Hòa mới nói giờ xe đi hết trơn rồi, cái bác thợ mình định là cho nó ở nhà luôn, mà nó dùng nước mắt nó chinh phục mình mới hay. Trời ơi, nói vậy thôi cái là ảnh khóc lên, cái là Pháp Hòa phải ôm ảnh, Pháp Hòa phải gọi liền cho thầy Đức Tạng kiếm xe trở về đó. Rồi cuối cùng thầy Nguyên Tạng phải chở ba anh đi ra ngoài chỗ đó lại. Pháp Hòa đấy, trong đó tu vừa rồi có một em nhỏ mà nói người Huế, nó nói tiếng Huế nghe dễ thương lắm.
nó tu lậu. Thì ba mẹ là luôn luôn hướng dẫn con mình, cho nên mấy đứa con khi mà thấy cha mẹ khuyến khích mình làm điều đó, đừng có bực bội. Cha mẹ luôn luôn đi tìm cái chỗ tốt cho mình. Nếu mà không thương thì sẽ mặc tình con muốn làm gì con làm. Nhưng mà mình đừng có bao giờ xài cái chữ tùy duyên nha. Thôi tùy duyên đi, kệ nó muốn gì muốn. Cái đó là không nên. Nó chưa đủ tuổi thì nó tùy duyên. Mình phải là cái người tạo duyên cho nó. Rồi khi nó lớn lên mình mới tùy duyên, chứ đâu phải tự nhiên. Nó còn nhỏ không tùy duyên. Rồi hai người gặp nhau rồi tùy duyên hả? Anh không giả bộ anh quen người ta rồi xin xuống hôn rồi đưa đón là duyên. Anh không tạo duyên sao quen? Anh đi khu bộ anh cũng phải tạo duyên với hai người gặp nhau thôi, để tùy duyên. Thì con cái của mình cũng vậy. Cho nên cái chữ tùy duyên trong Phật giáo không thể sử dụng một cách bừa bãi được. Tùy duyên là gì? Mình tùy theo cái duyên, nhưng mà trước khi tùy duyên phải tạo duyên, phải khơi duyên, phải tạo duyên. Chứ tự nhiên là khách hàng mình thấy đi chùa thấy nhỏ nó được quá, cái về rủ một con đi chùa, mình tạo duyên cho nó chứ gì nữa. Thì bây giờ cuộc sống này tất cả phải do mình tạo duyên. Duyên không tạo không bao giờ có. Hoặc là nó đã có, nhưng mình phải có cái kết nối. Ví dụ như nó có cái tâm lành, nhưng mình không đưa nó vô chỗ lành thì làm sao tâm lành nó phát triển. Giống như nó có hạt giống mà không kiếm đất cho nó trồng thì mãi mãi nó chỉ có hạt giống. Hoặc là mình đưa lộn đất, nó trồng xong hạt giống chết luôn. Cho nên mình biết con mình nó có cái tâm tốt thì phải đưa cho nó đúng cái chỗ để tâm tốt phát triển. Ngược lại, nếu mình thấy con mình cái tâm nó từ nhỏ nó biểu lộ nóng nảy thế này thế kia, thì lại phải càng tìm cái duyên để cho nó ở trong cái môi trường khá hơn. Ngày xưa ở bên Trung Quốc có một ông, ông nổi tiếng lắm mà mình quên tên hay vậy. Ông ở, mẹ ông ở trong cái súng cá, thì ông này mỗi ngày y chang mấy bà bán cá. Bà mẹ thấy không xong rồi, kiếm chỗ khác cho ông xong. Cuối cùng mua qua cái làng khác, dời qua cái làng khác thì nhầm cái làng đóng quan tài, bán quan tài. Thằng con tối ngày nằm trong quan tài, sơn vết với quan tài, bả thấy cũng không xong rồi. Cuối cùng qua một cái làng khác thì cái làng này đa số con nít đi học. Thì cái người học trò đó, người con đó luôn luôn đi học. Tại vì nó sống chung với môi trường nào thì nó ảnh hưởng với môi trường đó. Rồi một hôm á, đi chơi với bạn bè, về á, mẹ hỏi con đi đâu, nói dạ con đi chơi với bạn, bỏ học. Bà đang may vá nè, bà cầm cái kéo bà phóng một cái, thì cái cây kéo đó nó mới trúng cái chân của ông, để là một cái vết thẹo nhỏ. Nhưng mà từ đó về sau á, ông không bao giờ bỏ học, vì mỗi lần nhìn cái vết sẹo đó là nhớ đến cái đau mà mẹ đã nhắc nhở mình. Cho nên là nãy mà nói đó, trong cuộc đời này có những cái niềm đau, nhưng mà sau một cái cơn đau chúng ta lớn lên và chúng ta học hỏi rất nhiều. Cho nên thưa đại chúng là người lớn cũng phải tạo duyên, chúng phải con nít không đâu. Thôi tôi còn sân si quá không đi chùa được đâu, để khi nào tôi hết sân si tôi mới đi chùa. Trời đất ơi, anh còn một khối sân si mà không đi lấy gì nó hết. Bộ anh ở nhà có nó hết à? Rồi anh đi vô những cái chỗ mà người ta cũng sân si, cái nó tăng chứ sao nó giảm được. Mình biết mình sân si thì lại phải càng tu cho giữ nữa để sân si nó giảm. Chứ còn mình sân si mà để tôi hết sân si tôi mới tu. Có nhiều vị nói thôi tôi còn đời lắm, tôi còn sân lắm, tôi chưa quy y được đâu. Vì mình biết, mình biết mình có cái đó thì phải quy y để thức hút liễm mình từ từ. Cũng giống như mình nói vậy nè, ở nhà tôi dơ lắm, thôi khỏi lao đâu, để tự nó sạch. Ngày nào nó sạch tôi mời khách tới nó mua Phật. Biết dơ thì phải lau nhà rồi dọn dẹp thì nhà nó mới sạch, chứ còn tự nhiên để vậy rồi nhà nó sạch à? Cho nên thưa đại chúng, chữ tùy duyên á, không thể nói cái gì cũng tùy duyên. Ví dụ như hỏi chiều nay anh đi chùa không, không biết à, để tùy duyên. Anh muốn đi chùa thì anh phải xếp đắp cái giờ anh tạo duyên anh đi chùa thì anh sẽ được đi chùa.
Còn anh cứ nói thôi không dám hứa đâu, hứa không đi tội, để tùy duyên đi. Thì cái duyên đó gì phải không? Có người phong tế, ê đi nhậu không? Ồ, tùy duyên. Còn mình hứa mình đi chùa rồi thì người ta phong tế ta rủ đi nhậu đó, dạ cảm ơn anh, chiều nay tôi hẹn đi chùa. Thì là cái mình cắt cái duyên đó đi. Mà mình giảm cái duyên đó, nó có lợi chứ đâu có hại đâu. Tại vì mình gắn vô cái duyên nó càng lâu thì sao? Sức khỏe tổn giảm, phải không? Mà sau một cái buổi, thật sự cuộc sống của mình, chuyện ăn chơi với bạn bè bình thường có gì, nhưng mà nếu chúng ta cứ hoài hoài như vậy thì cuộc sống mình nó cứ vậy mà nó không có gì hết. Mà nếu mình có ở một cái môi trường khác thì mình thay đổi con người của mình tốt hơn. Cho nên quý vị thấy, dù mình lớn lên có chồng có vợ có con rồi đi làm rồi già rồi chết cũng chứng thương, nhưng mà nếu mình sống cuộc đời của mình biến cống hiến cuộc đời mình cho tha nhân, cho mọi người, thì cuộc đời mình nó khác đi. Cho nên thưa đại chúng là duyên là phải do mình tạo, chứ không thể cứ hở chút là tùy duyên. Cho nên con cái nó còn nhỏ mà không có chỉnh nó thì không bao giờ nó, một cái cây mà nó còn non muốn bonsai sai kiểu nào phải uống nó ngay khi nó nhỏ. Cho nên phải tập cho nó đi chùa, mỗi tối tập cho nó lại Phật, tập cho nó đọc những cái lời kinh, những cái lời hay. Ví dụ như hồi nhỏ mình hay đọc công cha như núi Thái Sơn vậy đó. Mình đâu có hiểu cái nghĩa Thái Sơn là gì, chỉ nước trong nguồn là gì, nhưng mà mình biết cái lời đó hay thì phải dạy nó học à. Cho nên Pháp Hòa rất là phục, ở đây có một người Phật tử là luôn luôn tìm mọi cách đưa con mình đi vào cái duyên đó. Mà nhiều khi khổ lắm, mình muốn mà con chồng không muốn. Cho nên người chồng cũng phải hộ trì cho vợ, hay là ngược lại vợ phải hộ trì cho chồng, để mà giúp đỡ cho đứa con mình nó đi vào trong cái con đường đúng đắn. Thì một năm đi qua, mình ngồi mình kiểm lại một, mình đã sống như thế nào, mình đã hành xử như thế nào, để mà mình năm tới này mình làm tốt hơn. Cuộc sống của chúng ta là mỗi ngày mỗi sữa. Xin lỗi đại chúng là tóc cứ hai kiểu hoài, quần áo cũng cứ theo thời trang, mà tâm tánh không theo thời, không thay đổi gì hết. Cuộc giận vẫn còn giận, sân si vẫn sân si, phiền não, thì coi như mình sống chỉ được cái tướng mà không được cái bên trong. À, quần áo muốn được thời trang mà tốt, tóc tai muốn tốt, móng tay móng chân làm kiểu mới, nói chung là cứ làm mới bên ngoài, mà bên trong không có gì mới hết, nó uổng đi. Mà nếu mà trong ngoài nó phối hợp thì quả thật là lưu ly. Cho nên mình có một đức Phật tên là lưu ly. Đức Phật đó là Phật Dược Sư, thân tướng của ngài lưu ly, nghĩa là trong ngoài trong suốt. Mình làm sao mình lấy giáo pháp mình ứng dụng để trong ngoài mình trong suốt như vậy, thì mình có được một cái thân lưu ly của Phật. Mà được như vậy là mình là một đức Dược Sư luôn luôn đầy đủ thuốc để cứu giúp mọi người xung quanh. Cho nên Phật Dược Sư là một, làm bản thân mình đây nè. Đó, mỗi ngày mình làm mình nhớ mình là một Phật Dược Sư nha. Lời nói của mình là thuốc nha. Cho tao uống vô là sinh tố. Còn nói ra sao? Độc tố. Mình muốn sinh tố hay là mình muốn độc tố thì do mình. Cảm ơn đại chúng. Cho nên có cái ông đó, ông vô chùa, ông nói với một vị thầy, ông nói bạch hòa thượng, lúc này con tu con khá lắm hòa thượng ơi, lúc này ai chửi con không buồn, không giận gì hết, con thấy con tu được lắm. Cái hòa thượng nói, vậy ông không phải là con người. Trời ơi, ông giận tức lên, ông nói hòa thượng ăn nói kỳ cục, tôi không phải con người, không lẽ tôi con chó. Ông hỏi hòa thượng vậy, cái hòa thượng nói tôi đâu có nói gì đâu, tôi nói ông không phải, những cái cách tu của ông không phải là con người thì tôi, ông là Phật. Lúc đó ông nói, sao ông nói sớm, làm tôi hiểu lầm. Nhưng mà thường thường trong đầu mình, ai nói mình không phải con người, cái mình không nghĩ mình là thánh, là Phật, mà mình là nghĩ mình thấp hơn không à. Cho nên mình cứ nổi giận lên với cái người đó. Quý vị hiểu được cái chỗ mà nói không? Cho nên mình chân quán là thấy thật, thanh tịnh quán là thấy cái tướng giả của nó. Pháp Hòa ví dụ như mình ấy, con người không thật, chỉ là tạm thôi, chỉ là giả thôi, đó là mình nói cái tổng quát. Còn thanh tịnh quán là bất tịnh lắm, này ở ngoài này một lớp da mỏng vậy thôi, là thấy trơn tru thơm tho vậy, chứ bên trong cái lớp da mỏng này là thôi,
hỗn tạp. Hỗn tạp chỉ sau một cái lớp da thôi, chứ đừng có nói xa xôi gì hết. Nào là mỡ, là máu, là phân, là tiểu, đủ thứ hết, những cái tạp dơ ở trong một cái bao này. Đó gọi là thanh tịnh quán. Quán vậy để làm chi? Chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán. Để thấy được, có một cái trí tuệ nhìn sâu thấy rộng, để vượt tất cả mọi vướng mắc khổ đau. Cho nên ngài Quan Âm á, ngài đứng ngài cười thôi à. Tại vì biết sao, ngài thấy chúng sanh mình á, khi mình khổ đó, trời ơi, mình tới mình hì hụp mình lại ngài, nhưng mình tụng kinh mình niệm ngài tha thiết lắm, mà hết bệnh rồi đâu thấy. Rồi chừng 3 năm sau bệnh trở lại, cái quỳ cái ngài đó you again hả? Và ngài thấy mình mà ngài cũng không có buồn phiền gì, ngài là ngài hiểu cái tâm tánh của chúng sanh. Có tật thì vái tứ phương, hết tật đồng hương chẳng tốn. Có nhiều vị nó lúc bệnh sắp chết đó, trời ơi con nguyện mà Phật bà cho con hết bệnh lần này là con tu đó, con về chùa con công quả đó, con lượm được cái mạng lần này là con tu á. Nhưng mà hết bệnh chẳng thấy. Cái đó không có gì buồn, không có gì hết. Tại vì sao? Đó là bản chất của những chúng sanh. Cho nên á, Đức Phật hay nói độ con người ở cõi này khó. Tại chúng sanh ương ngạnh. Trong kinh nhớ không? Trong kinh Địa Tạng á, độ những chúng sanh cõi này khó lắm. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng một cái khúc, một cái miếng đất mà nó khô cằn, trồng cây khó cực kỳ phải không? Cây thôi mình chỉ xới đất rồi trồng tưới thôi đó, không có nói gì hết trơn đó. Còn chúng sanh nè, con người mình còn nói nè, còn nhìn nè, còn nghe nè, ôi đủ kiểu. Cho nên giận đủ cách. Bây giờ quý vị để ý coi, chỉ cái giận thôi mà mình tới 6 chỗ đi để có thể giận đó. Mắt nhìn cũng có thể giận, tai nghe cũng có thể giận, mũi ngửi cũng có thể giận, miệng nói cũng có thể giận, hành động cũng có thể giận. Cho nên rồi 6 căn của mình có đó, hằng ngày mình sống là mình thu gom cái giận. Mà trong khi đó nó cũng có nhiều cái đẹp, cái hay mà mình không có thu gom. Cho nên mình chưa có quảng đại trí tuệ quán. Bây giờ quảng đại trí tuệ quán là mình làm sao mình sống như thế nào mà mỗi việc làm của mình nó mang lại lợi ích. Nếu mà chưa gọi là rộng rãi thì ít nhất là người thân. Có những người khó với gia đình, người thân khi họ đi chùa. Trời ơi, bữa nào mà cái ông đó, cái cô đó mà cho đi chùa mừng. Pháp Hòa biết có những em nó đi chùa mà ba mẹ không cho. Không biết nghĩ gì mình không hiểu, nhưng mà bực bội rồi về chửi bới. Nhưng mà nếu quảng đại trí tuệ quán, bây giờ con mình nó đi chùa chứ nó có đi chơi đâu. Và trong khi đó có những đứa con người khác á, nó đi chơi, nó đi đánh bài, nó đi tầm bậy tầm bạ. Bây giờ giữa một cái đi tầm bậy đó và một cái đi chùa, mình muốn họ đi đâu? Chứ mà mình, nếu mà người mà có cái quảng đại trí tuệ quán thì người ta sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Có những người người ta nghĩ như vậy cho nên người ta hành xử như vậy, mình không trách được. Vì mình có cái nhìn mà, mỗi người, người ta thường gọi là 9 người 10 ý lắm. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Đây là, mở quyển kinh ra tụng cái 100 người ngồi tụng là mỗi người sẽ nhận hiểu ý nghĩa một cách khác nhau. Có những người không biết gì hết, không hiểu gì cả. Có những người hiểu lờ mờ, và thậm chí có những người đang tụng mà khởi tâm tầm bậy. Kinh điển đó tầm bậy, hay là những cái lời này nói gì nghe không thông, không vô. Cho nên mỗi người sẽ nghe, sẽ hiểu mọi cách. Vì vậy cho nên người có quảng đại trí tuệ quán, vì sao? Vì thấy được chân và thâm tịnh. Đó là ba cách quán là phải không? Chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán. Bi là thương, bi là giải khổ, từ là cho vui. Bi là giải khổ, từ là cho vui. Mình giúp người ta hết khổ rồi và mình cho người ta niềm vui.
Cũng giống như ông bác sĩ á, chữa hết bệnh rồi, chỉ hết chữa hết bệnh là bi đó, nhưng mà bây giờ cho thuốc người ta uống, người ta dưỡng, gọi là từ. À, từ bi là vậy đó. Từ bi thường nói chung, nhưng mà thật sự từ và bi là hai cách, hai cái phương thực tập. Nhưng mà trong từ nó có bi, trong bi có từ. Mình giúp người ta hết khổ, mà mình chẳng những vậy mà mình còn cho người ta niềm vui. Cho nên á, thường á, khi mà nói tới Quán Âm á, thì có 5 cách quán. Trong phẩm Phổ Môn, Phổ Môn Quán Âm trong Kinh Pháp Hoa có nói 5 cái này: chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán. Và đây là cái phương pháp thực tập, chúng ta có thể thực tập ngay trong đời sống của chúng ta. Việc gì tới mình khoan nổi giận, mà mình hãy nhìn lại cái đạo lý của nó, cái chân thật của nó như thế nào, và mình thấy được những cái duyên do để sự việc này nó có mặt, đó là thanh tịnh quán. Look of purity, ở trên là look of truth, look of purity, look of boundless understanding, gọi là quảng đại trí tuệ quán. Boundless understanding. Có nhiều khi mình hiểu một mối chưa đủ, phải hiểu toàn diện. Cũng giống như một người tới nói chuyện với mình về một người kia, mình mới có hiểu gì người này có một mời à, mình phải nghe cái người thứ hai để mình hiểu trọn hai bên, thì chừng đó có thể mình xử sự việc nó sẽ khách quan hơn, mà nó biết đi cái phần gì biên kiến, tà kiến, thấy một bên, thấy lệch lạc. Cho hôm nay á, nói về Đức Quán Âm. Lâu nay mình chỉ nghe nói Đức Quán Âm cứu khổ, nhưng mà đối với đạo Phật á, Quán Âm là một phương pháp tu, nghĩa là trở về chúng ta nghe được âm thanh của tự tâm, nghe được âm thanh của bên ngoài. Nhưng mà nhớ là đừng chỉ nghe bên ngoài mà thiếu nghe bên trong. Pháp Hòa ví dụ như mình hay nói vậy là: tôi sợ người ta nói tôi vậy, tôi sợ người ta cười tôi thế kia, mà không ai nói tôi sợ tôi hết á. Nhưng cứ tối ngày cứ sống mà sợ người ta không, làm gì cũng sợ người ta. Mình nếu mình nói sợ mình là gì? Sợ tôi không hiểu, tôi làm sai sự việc. Tại vì người ta có cười, người ta có nói chỉ là bên ngoài thôi. Còn nếu mình không biết được mình có thể làm sai đó. Mình không biết được mình có thể nói sai đó. Mà nói sai làm sai là cái lỗi lầm, là tự mình phải chịu trách nhiệm đó. Còn người ta ví dụ mình có lỡ sai, mình mất hết tiền của đi, bất quá người ta lại nói tội nghiệp quá à. Rồi thôi, chứ đâu có ai nói tội nghiệp quá, anh bị người ta gạt, thôi để về nhà tôi rút mớ tôi đưa cho anh xài. Không có ai làm điều đó, trừ khi nào người đó là thân nhân của mình. Còn những bàn quan thiên hạ thì dễ thôi. Ví dụ này, tôi thích đi xe đẹp lắm mà tôi sợ tôi không đủ tiền. Đó, cái đó là có nghe mình rồi đó. Thích thì ai mà không thích, nhưng mà có điều là mình có đủ khả năng không. Mà mình nghe được chính bản thân mình thì mình có cái phương cách làm sao để mình điều chỉnh. Thí dụ như mình giận lên, mình biết mình giận. Rồi khi mình giận lên, mình biết mình giận là tự động mình sẽ có cái sự tế nhị nhẹ nhàng hơn ở trong cái cơn giận đó. Có nhiều người, người ta thấy, người ta biết mình giận, người ta tìm cách người ta giúp mình. Người ta làm cho cái không khí bực bội, giận tức đó tan ra mà người ta không hề nói gì mình hết. Vì sao? Vì người đó có cái chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, và chẳng những vậy mà có từ, có bi trong cái việc làm đó nữa. Có những người người ta ứng xử rất nhẹ nhàng, người ta giải quyết một việc mà không ai biết họ đang giải quyết sự việc đó. Họ nhẹ nhàng lắm, tế nhị lắm. Vì vị này có đủ những cái cách quán. Có nhiều khi mình biết cái người đó đó muốn mình giúp nhưng mà tự ái, không chịu nhờ.
thôi bây giờ á, không lẽ mình bỏ họ sao? Thôi mình sẽ giúp họ trong cái nhẹ nhàng của mình, không để cho họ, họ không chịu nhờ, nhưng mình sẵn lòng mình giúp. Vì đó, vì sao làm được điều đó? Vì có quảng đại trí tuệ quán, vì có từ, có bi, và thấy được lẽ thật. Có nhiều khi mình làm vậy, lát người kia làm ngược lại, mình lên mình bực chứ. Cái khởi niệm đầu tiên là bực, tôi mới vừa làm vậy mà sao giờ đổi rồi. Nhưng mà sau đó cái giây phút thứ hai, thôi âu cũng người ta nghĩ rằng người ta muốn làm cho nó đẹp thôi mà, người ta đâu có tâm người ta xấu đâu. Có nhiều khi mình nấu ăn xong cái ta vô ta ném, tôi nói lạc quá, cho ta đi lấy muối ta để vô. Tại sao biết không? Thật ra tại họ ăn mặn và họ muốn cái nồi này nó ngon hơn thôi, chứ họ cũng không có ý xấu. Cho nên nhiều khi để mình quá giải cái chuyện đó đó, mình nghĩ thôi tại họ cũng muốn tốt, tại họ ăn khẩu vị vậy, họ muốn nó tốt nó ngon vậy cho nên họ làm vậy. Hồi nhỏ chùa Pháp Hòa chịu trách nhiệm mà trang trí chánh điện. Ê, mình mới vừa làm xong coi, có cái sư cô đó, cô lên cái cổ sửa, cô lên cổ sửa là hết, cô làm theo ý cổ, mà cổ nói gì mình hết trơn, mà cổ không phải trách nhiệm. Trời ơi, lần nào mình lên mình cũng khó chịu với những cái, nhưng mà sau đó Pháp Hòa không hề nói gì hết. Tại sao? Vì Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè, cổ cũng muốn cho nó đẹp, cổ cũng muốn làm tốt cho cái chùa thôi, chứ cổ không có ý xấu. Nhưng mà tại vì cái nhìn của cổ nó như vậy đó, mà cái nhìn của mình là vậy là quê nè, trang trí như vậy là cải lương là quê nè, vì cái nhìn của mình. Còn người ta nhìn vậy là ta thấy đẹp. Thôi Pháp Hòa à, mình cũng để yên vậy thôi, trân quý hết. Vì người ta nghĩ ta muốn làm đẹp cho chùa, chứ ta đâu có nghĩ xấu đâu. Cho nên nhiều khi mình trong cuộc sống á, mình nên có những cái lúc mình phải quán như vậy, sống như vậy để làm chi? Để mọi việc nó nhẹ nhàng. Mình nghĩ ngược lại á, người này chống tôi nè, người này muốn là làm hơn tôi là cái mình bực. Cho nên quán là gì? Là cái nhìn sâu sắc, để sâu hơn, để mình giúp cho mình vượt thoát những cái khổ đau dính mắc. Trong cuộc đời này á, khổ nhất là cái dính mắc, cái vướng mắc trong lòng. Cho nên đại chúng nhớ năm cái quán ha: quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi, quán từ. Đó, nói dịch theo tiếng Việt đó. Còn nếu mà đọc theo phẩm phổ môn tiếng Âm Hán là chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán, cặp từ quán. Còn mình dịch lại là quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi và quán từ. Năm cái quán. Mà người nào có thực tập được năm cái phép quán này thì đó là mình thực tập cái năng lực của Quán Âm Bồ Tát. Vậy thì chúng ta nguyện Đức Quán Âm cứu khổ. Nhiều khi mình vừa quán xong những cái này, lập tức hết khổ, Quán Âm có mặt cứu khổ mình rồi đó. Hồi nãy tôi chấp lắm á, nhưng mà tôi quán là tôi thấy thôi, tất cả các pháp do duyên sinh, không có gì tồn tại bất biến, không có gì buồn. Cho nên cái cách tu tập đó, mình nhìn cái thật tướng này. Tất cả các pháp do duyên sinh, cái gì cũng do duyên sinh hết. Đó. Bữa nay tự nhiên đi chùa ai cũng sửa sắc đẹp, sao che mặt hết trơn vậy? Nếu không có cái duyên dịch làm gì có vụ mà đi ra đường, đi vô chỗ công cộng mà ngồi bịt mặt hết trơn, phải không? Duyên, cái duyên này sinh thì cái duyên khác nó sinh. Rồi hôm tháng 3, tháng 4 vừa rồi đó, duyên bệnh nó nặng hơn, không có bóng nào dám đi đâu hết. Bữa nay là nới nới, là lỏng lỏng, là thấy được rồi mới dám đi đó. Có nhiều người còn rà nữa, phone bạn hỏi có sao không, có sao không. Chị kia chứ nó có sao đâu, tôi đi tôi thấy bình thường, tuần sau mới thấy chị đi sao. Thí dụ vậy. Cho nên cái này sinh là cái kia sinh. Vì dịch sinh cho nên cái chuyện đeo khẩu trang mới sinh. Mai mốt dịch hết thì khỏi cần đeo khẩu trang, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là cái nhìn của Đạo Phật về tất cả mọi hiện tượng sự vật trong cuộc sống này.
tự nhiên nó chửi tôi à? Không, anh phải chọc người ta, người ta mới chửi. Anh có làm gì người ta mới ghét anh? Cái này sinh thì cái kia sinh. Vậy bây giờ anh biết người ta giận anh rồi phải không? Anh xin lỗi thì hết giận. Cái này diệt thì cái kia diệt. Anh diệt được lòng tự ái thì người ta cũng diệt được cái sự giận hờn. Tất các pháp nó vậy mà. Mình nhường người ta, người ta sẽ nhịn mình. Mình nhịn người ta sẽ nhường mình. Thí dụ họ nói hoài, đừng nói nhịn đi. Nhịn hồi cái họ nói, họ thấy họ nói hơi quá rồi, thôi họ nhường đó. Họ thay vì họ nói 10 câu, nãy giờ họ thấy mình nhịn họ được 8 rồi, 2 câu kia họ không nói nữa. Mình có nhịn thì người khác có nhường. Và thấy được như vậy thì thấy bằng cái quán, năng lực của quán âm ở 5 phương diện: quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi, quán từ. Thỉnh thoảng tôi cũng cần được người tha thứ, cho nên bây giờ tôi thấy chuyện nhỏ tôi tha thứ cho người khác. Chúc đại chúng có một ngày cuối tuần vui vẻ. Và thời tiết hôm nay rất đẹp và rất tốt. Quý vị có thể enjoy thời tiết. Tại vì bây giờ là cũng giữa tháng 8 rồi. Sắp giữa tháng 8 rồi. Nay mai đây là mùa thu tới, là mùa đông lại tới rồi. Cho nên là bây giờ có những cái giây phút trời trong mây đẹp như vậy, chúng ta nên thưởng thức cái không khí trong lành, thời tiết tốt như thế này. Chúc đại chúng an vui. Cho con hỏi, trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn có nói đến 62 ức, con không hiểu, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy. Chữ ức á, là một đơn vị số, một con số. Nó có nhiều cách tính lắm. Cách tính theo Việt Nam cũng có, cách tính theo Trung Quốc cũng có, cách tính theo Ấn Độ cũng có. Tùy mỗi quốc gia người ta cái ức nó là như. Không, là ví dụ, ví dụ như ở Việt Nam mình đi chợ mình mua 1 chục cam, có nhiều khi 1 chục là nhiêu? 10 trái. Nhưng mà có chỗ 1 chục nhiêu? 12 trái. Phải vậy không? Nó bán cho tôi 1 chục cam đi. Cái bà đó bà tính 1 chục cam là 10 trái. Nhưng mà có chỗ 1 chục là 12. Có chỗ nào 1 chục 13 không? 14 cũng có vậy, phải không? Thành thử ra ở đây cũng trường hợp vậy. Cái chữ ức là một con số, và Việt Nam mình tính khác, Trung Quốc tính khác và Ấn Độ tính khác. Theo Du Già Sư Địa Luận á, thì ức theo Ấn Độ là có 4 cách. Nhưng thôi bây giờ mình nói nhiều quá không nhớ nổi đâu. Nói một cái thôi để mình lấy con số tượng trưng. Thật sự ở đây nói ức, nói vạn, nói hằng hà là nói để muốn nói con số gì? Con số nhiều. Vậy thôi. Thì ở trong Phẩm Phổ Môn có cái đoạn này: nếu một người nào mà niệm 62 ức hồng danh của Phật Bồ Tát, bố thí cúng dường, thời phước có nhiều không? Dạ nhiều. Một người mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm, một hiệu thôi nha, phước đức cũng bằng với người niệm 62 ức danh hiệu Phật Bồ Tát cúng dường. Thì câu hỏi ở đây là chữ ức ở đây là nghĩa sao? Là con số. Và bây giờ Pháp Hòa đưa ra một con số thôi để mình có khái niệm. Một ức là bao nhiêu? Là 100 ngàn. 100 ngàn gọi là một ức. Vậy thì 62 ức là nhiêu? 6.200.000. Pháp Hòa lấy một con số để cho đại chúng dễ nhớ thôi. Một ức là 100 ngàn. Đây là một trong cách tính của Ấn Độ. Còn có trường hợp là 10 vạn kiêng ức, 100 vạn ức nữa. Bây giờ lấy con số dễ tính ha. 100 ngàn là một ức. Vậy thì 62 ức ở trong Phẩm Phổ Môn nói là nhiêu? Cái câu hỏi là ức là vậy, nhưng mà ở đây nói cho nó trọn cái câu trong Phẩm Phổ Môn luôn. Niệm 62 ức danh hiệu Phật Bồ Tát và cúng dường. Những người làm như vậy đó, và so với một những người nào mình chỉ cần niệm một danh hiệu Quan Âm Bồ Tát thôi, thì phước đức của hai người đồng nhau.
Tại sao có cái trường hợp như vậy? Bởi vì niệm Phật hay Bồ Tát là để tượng trưng cho trở về với cái tri kiến Phật. Rồi niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì cũng có nghĩa là trở về với tri kiến Phật. Niệm nhiều niệm ít cũng giống nhau. Pháp Hòa ví dụ đi ha. Ví dụ như giờ mỗi tối á, mình lấy sâu chuỗi mình niệm 10 sâu Nam Mô Di Đà Phật. Rồi có những vị người ta niệm, người ta nói trời ơi con niệm Phật Di Đà vãng sanh tịnh độ, nhưng mà con cũng thương Đức Quan Âm lắm, con cầu Ngài phù hộ cho con mạnh giỏi, cho nên con niệm thêm sâu Quan Âm. Cái niệm xong cái suy nghĩ nó, Quan Âm cứu khổ cứu nạn, rồi lỡ con cũng muốn niệm Bồ Tát Địa Tạng luôn để con hồi hướng cứu độ của quyền thất tổ của con, cái niệm thêm sâu Địa Tạng. Tôi có nhiều vị một đêm vậy là niệm hết Phật này tới Phật kia, vì quan niệm sao mỗi Phật độ một chuyện. Con bệnh nhiều quá niệm Dược Sư, con khổ cái con cái con khổ con niệm Quan Âm, cho nên rồi á một người chỉ một câu Nam Mô Di Đà Phật, rồi một người mỗi tối niệm mỗi diện sâu sâu, hai người cùng ngồi làm gì, niệm Phật, công đức giống nhau không, tương đồng. Chẳng qua là một người quan niệm, cho nên niệm nhiều danh hiệu Phật. Cũng giống như mình ngồi thiền. Thật ra cái cách mà Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng là cái cách rất là căn bản cho bước đầu thôi. Để mà làm sao để cho những vị rất là mới với cái sự trở về chánh niệm tỉnh thức. Cho nên A-di hít vào, Đà Phật thở ra. Hít vào còn sống, thở ra mỉm cười. Hít vào thân an, thở ra tâm tĩnh. Bây giờ một người không có cần phải khởi mấy cái niệm đó nữa, cứ ngồi biết hơi thở vào ra thôi cũng giống nhau. Đều là trở về với cái giây phút hiện tại chánh niệm. Thì Phẩm Phổ Môn cái đoạn đó cũng cái ý đó đó. Người kia niệm 62 ức Phật Bồ Tát, một người niệm một danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, cả hai đều trở về với tri kiến Phật. Công đức giống nhau. Cũng giống như mình trì chú thôi. Giờ con thích chú chuẩn đề, cứ lấy cái bài chú chuẩn đề đó tụng trọn đời cũng giống như một người trì đại bi. Cũng như một người niệm Phật. Vì sao? Giây phút nào mình ngồi tĩnh lặng lại, mình trì một bài thần chú, mình niệm một danh hiệu Phật, cũng đều là giây phút trở về với bản thân của chúng ta, với tự tánh của chúng ta. Bây giờ người kia không niệm Phật mà tụng kinh được hết, hình thức có khác thôi, nhưng mà mục đích chỉ là một. Cho nên trong kinh Địa Tạng nè, phẩm thứ 13, một người nào mà rơi xuống địa ngục, vừa tới cửa địa ngục thôi giật mình, niệm một danh hiệu Phật, niệm một câu kinh, niệm một danh hiệu của Bồ Tát, người đó đều rời địa ngục. Niệm một danh hiệu Phật gọi là niệm Phật, đọc một câu kinh gọi là niệm Pháp, niệm danh hiệu của Bồ Tát là niệm Tăng. Bồ Tát là Tăng, kinh là Pháp, Phật là Phật. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, người nào khởi một trong ba niệm đó cũng đều ra khỏi cái khổ đau. Có những người khổ quá đi kiếm Pháp nghe được không? Nó niệm Pháp đó. Thay vì khổ quá đi lên mạng coi có nhạc gì nghe để cho nó tương đồng với cái khổ của mình không, để cho mình ước ác, để cho mình rủ rượi ra thêm. Còn ngày mình khổ mình đi kiếm Pháp. Cho nên á, buồn tụng kinh á, nói buồn mà tu đỡ hơn buồn không tu. Có những người ta buồn để đánh bài, đâu hết buồn đâu. Sau đó rồi mất thời gian, sanh thêm cái bệnh nữa, bệnh ghiền, rồi thâm thủng tiền của, hoàn toàn không có lợi. Buồn đi uống rượu, buồn đi hút thuốc. Chùa mình có một cô vừa có mất đó. Cô ấy nói hồi đó chồng đi vượt biên mất tích, con đi vượt biên mất tích, cha con đi kỳ đó mất tích. Cô buồn quá, cô muốn hút thuốc,
hút cho chết, chết theo chồng, chết theo con. Ai ngờ đâu con không chết mà giờ con ghiền đó. Tự cô lên cô tâm sự như vậy. Thật ra cũng cùng một là một cái khổ, nhưng mà khổ ý thức và chánh niệm và tu, khổ để đưa mình chìm nữa thì hai cái cách nó khác. Chứ đạo Phật là cái chỗ đó. Thế thì cái người câu người ta nói đạo Phật là đạo cứu khổ là vậy, cung ứng cho người ta một cái phương thức nào đó để người ta hết khổ thì rõ ràng. Và thậm chí mới nói mấy bà mấy ông khổ mới vô chùa tu. Ủa không khổ tu chi? Khổ mới tu. Mình đa phần là giống như bệnh mới uống thuốc, chứ ai khỏe đi uống thuốc bao giờ. Thật ra họ có nói vậy cũng đúng, chứ không có gì sai hết, không có gì phải buồn giận người ta cả. Mà nếu mà mình mà khổ mà tu như vậy là quá quá hay rồi. Giống như bệnh mà uống đúng thuốc, bệnh mà biết tìm thuốc uống. Cho người ta nói điều đó không có gì sai, cũng không có gì giận hết. Nên người ta thất tình nó mới đi tu đó à, cũng được nữa không sao. Thất tình thì tu, chứ còn không thất tình rồi nó lang bang nó tìm tình khác mùng 3 mùng 7 rồi càng khổ hơn nữa. À, không có người này cứ ráp vô người khác tạm, rồi mai mốt không hợp ráp vô, chờ suốt cuộc đời ba chìm bảy nổi. Còn thất tình cái dứt hết tất cả các tình, giờ tình Phật, giờ tình của Phật, chứ không có tình lăng nhăng nữa, cũng tốt chứ không sao hết. À, mình thấy là cái tu tập là mình có được cái nhìn đó, tự nhiên mình không có còn giận ai nữa hết. Chẳng qua người ta có cái nhìn sai về mình thôi, chứ không có gì phải giận. Giống như người ta đứng sau lưng thì nói ôi ôi cái người đó giống như người mù rờ voi vậy đó. Người mù người ta rờ con cái chân. Cho nên nhiều khi người ta nói mình vậy đó, mình có thể mình nhìn lại coi đúng rồi, người ta nói một phần đó của mình mà. Ta không nói trọn vẹn mình là ai, nhưng mà ta nói một phần đó. Như người ta là người ta lầm, người ta chấp, người ta cho mình là một toàn thể cái đó, nhưng mình biết. Cho nên trong câu chuyện đó kể, ông vua thấy nguyên một nhóm người mù ngồi đó mà định diễn tả về con voi. Nhưng mà ông vua là người có mắt, trí sáng, ngồi cười vui với cái người mù đó thôi, đây nhóm người mù đó thôi, mà không có giận họ, không có trách gì họ hết. Vì họ mù mà. Họ dính, cái mù là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái định kiến của mỗi người, cái tà kiến của mỗi người. Mỗi ngày mẹ con trì chú Đại Bi, sau đó niệm Phật và hồi hướng. Có người nói không nên trì chú Đại Bi vì có tên của các vị Bồ Tát, mình không rành sẽ bị phiền phức tới gia đình. Vậy mẹ con nên tụng kinh gì và có nên trì chú Đại Bi nữa không? Quý vị thấy không? Mới nói cái vụ tà kiến cho tà kiến nó xuất hiện. Nếu mà nói rằng tụng Đại Bi là sẽ dính dáng tới tên của Phật Bồ Tát thì trong cuộc sống này chắc không dám kêu ai hết trơn, bởi vì kêu người nào cũng trúng tên người ta chứ. Thí dụ như anh đến Nguyễn, anh Năm, cái nó kêu anh Năm, không được kêu tên tôi, tội, không phải. Có hai trường hợp để mình gọi. Gọi để chửi hay gọi để tán thán. Ví dụ mình tụng là Nam Mô Ác Ra Ác Na Ra Dạ Gia, ở trong đó là mỗi câu là tên, là hạnh nguyện của Quan Âm, là những ứng thân của Quan Âm, mà mình kêu bằng cái sự thành tâm, thì cái này là tán thán hay chửi rủa? Tán thán. Còn ví dụ mình kêu tên người ta để mình chửi rủa, cái này mới khác chứ. Cho nên đừng có nghe người nói mà người ta nói mà ta không hiểu ta đang nói gì hết trơn. Ở trong cuộc sống này có những cái người mình gọi để mình ca ngợi. Thí dụ mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là gọi tên ông Phật vậy. Không lẽ kêu vậy cái nói đừng gọi ông Phật vậy, tên của mấy ổng gọi vậy phiền phức lắm á. Nếu mà không cho trì chú, nói chú Đại Bi có nhiều tên của Phật Bồ Tát, mình không rành sẽ đưa phiền phức tới gia đình mình, thì giờ không dám tụng gì nữa hết, không dám niệm gì nữa hết. Tại vì bỏ chú Đại Bi thì nhầm các Phật Bồ Tát rồi, không lẽ niệm Di Đà không dính tên Phật Di Đà sao?
Niệm Phật Thích Ca không dính Phật Thích Ca sao? Chờ rốt cuộc rồi, cái người này, cái người nào mà đưa ra cái thuyết như vậy đó, không biết họ tu cái gì. Thời mấy cái này mình không cần phải nghe, mà hoàn toàn không có chân lý gì hết. Chờ quý vị cứ việc tiếp tục trì chú đại bi hay là niệm Phật gì đó tùy mình. Nhưng mà không phải vì cái chuyện ở trong chú đại bi á là 84 câu. Chú đại bi gồm có 84 câu và mỗi một câu là một biểu tượng của cái hóa thân của Đức Quan Âm. Và khi mình thành tâm, mình ở trong, khi mình tụng kinh trì chú là mình thường hay nói thành tâm trì tụng mà. Nghĩa là mình gọi hạnh nguyện, mình đọc tên các vị đó tương đồng với mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là mình gọi ta ngợi tán thán, thì công đức nó sanh trưởng chứ tại sao gọi là phiền phức. Mà ví dụ thôi, một vị Phật, vị Bồ Tát mà mình đọc tên của các vị để sanh phiền phức tới cho mình, thì cái đó gọi được, làm sao được gọi là danh hiệu của Phật và Bồ Tát được. Mà thậm chí chúng ta tu hành là chúng ta phát nguyện sao? Nguyện cho đến mức độ là khi nào chúng sanh nào nghe tới tên con, thấy hình ảnh của con đều phát tâm. Nhớ không cái bài tụng đó? Chỉ cần thấy dạng nghe danh, muôn loài gì đó thoát khỏi ngục hình đớn đau. Đó là hai câu dịch từ cái câu chữ Hán đó. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh. Thấy tướng con, nghe tên con, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Đều phát được tâm bồ đề và vĩnh viễn xa rời cái khổ luân hồi. Thế thì tại sao lại nói là đọc tới danh hiệu Phật Bồ Tát là tới phiền phức? Nếu mình đọc danh hiệu Phật Bồ Tát mà phiền phức thì các ngài chẳng phải là hiệu của Phật, hiệu Bồ Tát. Cho nên mình mới thấy rõ đó, nếu mà chúng ta hiểu cái gì mà không bằng cái chánh kiến, bằng cái chánh pháp, bằng cái chân chánh giáo đó, thì chúng ta sẽ đưa ra rất nhiều những cái tà thuyết, những cái thuyết lệch lạc, và hướng dẫn cho người khác đi vào con đường lệch lạc. Cái đó gọi là nhất manh dẫn quần manh, một người mù dẫn nguyên đàn mù. Ví dụ như giờ cái vị Phật tử này mà không đưa câu hỏi này ra thì bắt đầu kêu bà má đừng niệm Phật, đừng trì chú gì nữa, làm gì? Bây giờ bỏ trì chú đại bi đi, nó thôi niệm Phật đi, niệm Phật cũng là một hình thức gọi tên. Mà thậm chí mình Việt Nam có bài nhạc ấy, còn mãi gọi tên nhau. Mình gọi Phật, gọi danh hiệu Phật Bồ Tát tốt quá chứ có gì đâu không được. Thí dụ như mình khổ quá, mình một người nào chăm sóc cho mình, mỗi lần mình bệnh mình kêu tên người đó. Thí dụ mà Pháp Hòa làm việc không, mỗi lần mà computer nó có trục trặc cái Tịnh Tạng ơi lên giúp thầy, Đức Tạng ơi lên giúp thầy, vậy thôi. Thì mình gặp khổ nạn nào mình biết cái đối tượng đó có thể cứu khổ mình phải gọi họ. Như vậy mới gọi là Phật Bồ Tát chứ. Và cái người đó có mặt để làm gì? Để thực hiện cái hạnh nguyện của họ. Cho nên quý vị thấy là trong Phật Pháp á, mỗi một vị có một cái hạnh nguyện tùy theo cái khó khăn của mình tìm. Cái đó là gì? Để giúp cho mình khổ cái nào có cái tương ứng đó. Các ngài cùng một mục đích thôi, không có khác đâu. Các ngài cùng mục đích thôi. Nhưng mà tại vì chúng sanh mình á thích gì, thích đa dạng. Cho nên các ngài cũng đa dạng. Bồ Tát biết tâm ý của chúng sanh, thích còn trang điểm, cho nên các vị Bồ Tát đều có tóc, đều đeo vàng vòng hết. Mấy thầy thấy đây mấy cái tượng Bồ Tát không? Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền rồi đó. Trời, châm rồi cài rồi xuyên rồi
vân vân. Đó là gì? Để nói lên rằng các ngài là Bồ Tát nhập thế đó, chúng sanh thích cái đó. Duy có Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng hình tướng làm sao? Cạo đầu, mặc đồ tu, đó là Bồ Tát xuất thế. Chúng ta tùy thời nào thì chúng ta có những phương tiện đó. Đó, cái dịch COVID này là mình thấy rõ ràng cái chuyện đó thôi. Có ai có những cái nhu cầu nào thì mình ứng theo cái nhu cầu đó. Nói tụng kinh bây giờ người ta bệnh dịch, người ta không cho đi tới nhà hoàng. Nếu mà mình không có cái phương tiện livestream hay là FaceTime thì cũng đâu có thể giúp được, phải không? À, mình nói là tụng kinh phải có mặt ở đó nó mới linh. Bây giờ cái vấn đề giữa cái có mặt để linh hay là tụng để có cái sự linh đó là do cái tâm mình phóng tới. Mình cầm cái chu ly nước này mình rải một cái làm sao mà biến sái tam thiên được. Nhớ không cái câu mình tụng đó? Dương chi tịnh thủy, cành dương nước tịnh. Biến sái tam thiên, một cái rẫy thôi mà ra cả 3000 thế giới. Cái đó làm sao làm được? Nhưng mà cái gì rải? Cái rải này hay là cái tâm mình rải? Cái tâm mình rải, cái tâm mình phóng ra đó. Cho nên mình, cái ly nước là một biểu tượng. Nước là tượng trưng cho thanh tịnh. Cái nhành dương là một phương tiện uyển chuyển. Hai cái này phối hợp lại với cái tâm thanh tịnh từ bi của mình luôn xuất qua đó, nó đi qua cái nhành dương mình rải ra. Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên. Nó làm từ đâu? Nó làm từ tánh không bát đức. Bát đức, bát công đức thủy đó, lợi cả nhân thiên, làm cho pháp giới sáng rộng thêm. Hỏa diệm hóa hồng liên, từ một cái ngọn lửa biến ra thành ra một cái hoa sen hồng. Hoa sen nở ra ở trong một biển lửa. Trong cái thời gian biển lửa này nè, đó, COVID nè, nạn dịch rồi, có người sợ hãi, có người lo lắng, đủ thứ hết. Những chương trình học Phật được đưa ra để làm gì? Để trong biển lửa hóa sen hồng. Những người lo lắng, những người sợ hãi, nhờ những thời kinh, nhờ những lời pháp mà họ đang ở trong cái sự lo lắng khổ đau đó, họ an tịnh trở lại. Có phải là hỏa diệm hóa hồng liên không? Từ đó mình Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, ngay nơi họ ngồi trở thành chỗ thanh lương địa, đất thanh tịnh. Thầy trò mình ở đây cũng thanh lương địa, không ai làm biến hết. 3 tháng trời trong chùa không ai được làm biến hết. Một ngày bao nhiêu thời kinh, hết việc này tới việc kia. Thì khi mình làm được cái việc đó, mình không có nghĩ tầm bậy, mình không có tạo nghiệp xấu. Ở trong biển lửa mà chúng ta vẫn tác được những cái việc làm thiện lành. Thành nữa mình thấy cái bài tụng đó bây giờ nó trở nên rất thật và rất màu nhiệm, chứ không phải là những cái bài nói cho nó có nói. Và chúng ta thấy rằng cái bài gì Tán Dương Chi đó, Dương Chi Tịnh Thủy, biến sái tam thiên, tánh không bát đức, lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng viên, pháp giới sáng rộng thêm. Nếu mình nói giáo lý, mình nói học Phật pháp chỉ thu gọn đây, cái nó thu gọn. Bây giờ mình đưa ra cái livestream là pháp giới sáng rộng thêm. Đây là mình nói cho những trường hợp Phật pháp. Bây giờ các thầy, các cô, các chư tôn đức hay là các tôn giáo khác cũng vậy, người ta cũng làm cho pháp giới sáng rộng thêm bằng cái tánh không bát đức đó. Bát đức của nước là thuần khiết, trong sạch, mát mẻ, êm dịu, trơn láng, mịn màng, vân vân.
Người nào tắm ở trong cái nước đó đó, da dẻ trơn tru, tắm xong không đói khát, cái công đức của cái nước đó đó. Có nhiều khi mình đọc sách, mình đọc kinh mà mình không thấy đói bụng là tại vì mình đang ở trong cái dòng suối mát của giáo pháp. Mà cái sữa pháp nó mới nuôi mình được. Và nhờ mình trong cái cảnh khổ mà mình ráng mình tu tập để mình an được, thì ngay nơi đó là đất của thanh lương, gọi là thanh lương địa. Thôi hết giờ rồi, mình xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng đã gửi câu hỏi và chịu khó ngồi lại để chúng ta cùng chia sẻ những Phật pháp với nhau. Thì trong quá trình chia sẻ những câu hỏi, có gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ cho. Nếu cái nào mà quý vị chưa có hài lòng thì xin cầu thỉnh ở các bậc tôn đức khác nữa để làm cho cái hiểu của mình được thêm nữa. Phật dạy mình buông bỏ ham muốn tham sân si không có nghĩa là mình buông tất cả, mà Phật dạy mình phải biết buông những cái gì nó không thuộc về mình, nó không phải là cái khả năng của mình. Tại vì cái mà chúng ta đúng cái chúng ta cần đó, thì gọi là nhu cầu. Nhưng mà cái khổ của chúng sanh mình không phải là nhu cầu mà là gì? Tham cầu. Bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, giữa cái mình cần và cái mình muốn, cái nào nhiều? Muốn nhiều hơn cần đó. Bây giờ ví dụ như mình tập cho mình từ cái nhỏ trước đi. Mình mỗi lần đi ăn buffet, trả tiền ăn buffet là người ta bao bụng. Nhưng mà tại sao ngay bữa đầu mình không lấy nó vừa mình thôi? Mình đâu có biết món nào ngon dở đâu. Tại sao không lấy một ít mình ăn thử? Mình có quyền ngồi ăn tới tối mà có ai nói gì đâu. Mà vô đầu cái là mình làm một cái dĩa tổ bố vậy đó, xong một lát nữa không món nào mình ăn được hết. Có phải là mình đã tập cho mình thành một cái thói quen mà không cần thiết không? Ai có bắt buộc gì mình phải ăn một lần đâu. Nhưng mà mình đã thành một thói quen là thấy là lấy cho nhiều. Đó, một cái chuyện rất nhỏ đó thôi. Thì lâu ngày chúng ta thành một cái nghiệp. Chứ Đức Phật không có cái ý là, thí dụ như mình đang giàu vậy đó, cái biểu đi bán nhà đi, ở cái chòi lụp sụp vậy đó, Phật đâu có ý vậy đâu. Phật đâu có ý vậy. Nếu con có khả năng cỡ nào, con cứ làm, miễn là nó đúng cái khả năng và cái nhu cầu. Còn mình làm cái gì hơn cái nhu cầu mình, tự mình chuốc khổ lấy mình. Mà nếu mình không đúng được ý mình thì mình nổi gì? Nổi giận là sân. Mà cái giận này từ đâu ra? Từ cái mình tham. Rồi cứ như thế mà chúng ta cuốn quần ở trong đó, gọi là si. Như vậy từ một cái gốc rất nhỏ, chúng ta không để ý thì chúng ta tham sân si nó bắt đầu, nó có mặt, nó xoay cuồng mình, gọi là trầm luân hay là luân hồi. Thí dụ như mình làm công việc này chưa xong, lỗ lã quá, cái nghe người ta nói có một chỗ đầu tư khác, mà giờ hết tiền rồi, chạy mượn tiền đầu tư ở bên này để hy vọng là vớt vát bên này, mà rốt cuộc bên nào mình cũng không biết gì hết trơn, tại nghe người ta nói chạy theo vậy thôi. Rốt cuộc rồi nợ chồng chất là vì chúng ta đi theo một cái điều mà chúng ta không bao giờ nắm bắt được. Ở đây là một cái ví dụ vậy thôi. Cho nên Phật không hề có cái ý biểu chúng ta sống lùi, mà Phật chỉ nhắc nhở cái gì chúng ta có khả năng cứ phát triển, cứ làm. Nhưng mà đừng có để cho cái tham quá đáng của mình để nó đem mình đi tới cái khổ. Chứ con người sống làm gì cũng có tham. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, người tu có cần ăn không? Người tu có cần ngủ không? Thì tất cả mọi người ăn, mặc, ngủ, ở. Ăn, mặc, ngủ, ở. Mỗi ngày chúng ta đều giống nhau. Nhưng mà nếu chúng ta ăn vừa chừng thì có phải khỏe hơn không? Mua những thức ăn gì mà nó vừa túi tiền mình, vẫn đủ dinh dưỡng nhưng mà
nó vừa túi tiền mình thôi, là mà mình không có quá đáng. Chỉ có sợ là chúng ta đua đòi, chạy theo những cái mà nó ngoài cái khả năng của mình. Và phần lớn là chúng ta đua đòi để rồi chúng ta có một cái hệ lụy. Chứ còn thật ra nếu chúng ta biết phát triển đúng mức, không có quá đáng. Thí dụ con người mình cũng vậy, có những cái mình biết, có những cái mình không biết. Nhưng mà cho dù mình có biết mà điều đó không cần nói thì cũng không nên nói những điều mình biết. Mà nếu có nói, chỉ nên nói những gì mình biết và cần nói. Có những cái nó đâu phải sở trường của mình, mà cái những cái nó sở đoản, thì cái nào không phải là sở trường của mình đừng nói. Nói thì nó thành ra cái lỗi là không biết mà chúng ta làm bàn. Cho nên nội trong cái chuyện Phật Pháp thôi, chúng ta nói còn không rồi, thì làm sao chúng ta có đủ khả năng nói cái chuyện ngoài phạm vi của mình. Cho nên đó, người mà người ta biết hết, nhưng mà người ta sẽ không nói hết những gì người ta biết. Không nghĩa là người ta giấu, nhưng mà người ta nói gì? Nói những lúc người ta ai đó cần biết, nói vừa chừng. Còn mình nói những cái điều mà nó không có phải là của mình thì chúng ta làm phạm vào cái lỗi không biết mà vẫn cố tình nói, không nên. Đó là nói một cái chuyện biết thôi, nói cái chuyện hiểu biết trong cuộc sống, chứ chưa nói những cái chuyện vật chất thế gian. Có những người người ta tặng cho mình cái điều, thí dụ bây giờ ai đó thích quá, thương mình quá, tặng cho mình một chiếc xe. Nhận chiếc xe là được rồi đó, mà sao tiền bảo hiểm đâu trả. Quý vị biết cách đây mấy năm ở dưới Windsor có bán một cái nhà thờ, nhà thờ rất là đẹp, có 700 ngàn. Nhưng mà tại sao không ai dám mua? Là tại vì không ai chịu nổi điện nước. Bây giờ mua ráng gồng mua được rồi đó, nhưng mà rồi làm sao xoay sở chuyện chi phí hàng tháng. Cho nên trước khi mình mua một cái nhà đẹp đó, thích đó, nhưng mà cũng phải tính ra cái chi phí mà về lâu về dài là điện nước, bảo hiểm, mọi thứ của nó. Đa phần là chúng ta chỉ thấy cái gần mà quên nhìn cái xa. Và trong cuộc sống của mình á, phải có lúc có những cái phải nhìn gần mà có phải những đứa nhìn xa. Đây nhìn ra xa ngắm, nhiều khi nhìn gần thì thấy nó thẳng mà ra xa ngắm thấy nó méo, có phải không? Mình cũng vậy. Gì trang điểm ăn mặc rồi đứng trước kiến xong cũng phải đứng xa xa ra coi tôi ở xa nhìn tôi có đặng không. Đại khái là vậy. Cho nên đừng có hiểu lầm ý Phật ha. Phật không có cái ý biểu mình sống lùi đâu, và Phật cũng không có biểu là mình đang sống như vậy. Nhưng mà đại chúng nhớ là mình ở ngoài đời, mình có cuộc sống đời, và mình làm những việc gì trong khả năng của mình, của thuộc phạm vi ngoài đời. Nhưng mà mình là người tu, người xuất gia, nó cũng có những cái phạm vi mà người xuất gia được làm, và có những cái người xuất gia không nên làm. Còn nếu mình lạm vào đó là mình có cái lỗi, nó sẽ lôi mình và nó mất đi cái phẩm chất của người tu. Thí dụ như quý vị ở ngoài đời, quý vị có thể đi buôn bán vàng hay là cho tiền lấy là lãi, đó là quyền của người thế gian. Nhưng mà người xuất gia đâu làm được chuyện đó. Có những cái người xuất gia không làm được. Mà nếu làm cái điều đó là nó không đúng, không có hợp với cái đời sống của người tu. Mình có tiền, ví dụ mình cho người ta mượn thôi đó, không lấy lời, thì còn có thể còn khả dĩ. Chứ còn mà mình đi lấy lời mà lấy lời cắt cổ thì là không nên. Đấy, phóng vào ví dụ thôi chứ. Cho quý vị biết là có những điều mà Phật nhắc nhở để chúng ta biết mỗi người chúng ta ở cái phạm vi nào, để chúng ta sống đúng với cái phạm vi của mình. Ở đây có ai nhớ phim Tôn Ngộ Không không? Lúc mà yêu quái tới thì có một cái đoạn phim đó, Tôn Ngộ Không vẽ một cái vòng rồi biểu sư phụ đứng ở trong đó. Sư phụ đừng có ra khỏi cái vòng này nghe không. Sư phụ mà ra khỏi cái vòng này là yêu quái nó bắt sư phụ. Nhưng mà sư phụ bị dụ quá, sư phụ nhảy ra khỏi vòng, hốt liền. Ma quái nó hốt sư phụ liền.
thì cái vòng đó là gì? Đó là cái phạm vi của một người. Cho nên đời sống của chúng ta ai cũng có phạm vi của mình hết. Thậm chí mình nói chuyện đó, thấy không? Mình nói chuyện cũng có cái phạm vi thôi chứ. Có những chuyện người xuất gia đâu có thể nói được mấy cái chuyện đó. Người đời người ta muốn giỡn, người ta muốn nói gì nói, nhưng mà người tu có những việc chúng ta không nên nói, dù đó là lời nói chơi, mà nó không có hợp với cái người tu, không nên nói. Tại vì phạm vi đó không phải của mình. Thì mình hố cái đó, mình lơ, mình qua khỏi cái ranh giới đó. Cho nên có nhiều vị còn chỉ giải thích đó, giới là gì? Tới cái mức đó đó, mà hả qua mức đó là rớt. Qua khỏi cái mức đó là rớt hố. Vì vậy mà mình hiểu được cái ý Phật á, là Phật không có cái ý biểu mình sống lui, sống tiêu cực, sống không cầu tiến, mà mình phải nên sống đúng với khả năng của mỗi người chúng ta. Rồi, cảm ơn đại chúng đã ngày hôm nay thật là một ngày trọn vẹn, thời tiết cũng rất tốt, đại chúng cũng rất an hòa. Giờ đây mọi việc đã được viên mãn. Xin một lần nữa được cảm ơn ban tổ chức đã hết lòng tận tâm cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ đại chúng chắp tay ha, chúng ta hồi hướng trước khi anh hướng dẫn chương trình thông báo những chi tiết sau. Mời đại chúng cùng ngồi an tịnh. Chúng ta nguyện đem công đức mà một ngày này chúng ta có được, thứ nhất là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, thế giới được hòa bình. Cầu nguyện cho mùa Phật đản này, ánh sáng, ánh hào quang của mùa Phật đản, tuệ giác của Đức Phật luôn luôn soi sáng cho chúng ta, để cho tất cả chúng ta làm sao giữ được tâm bồ đề của mình cho kiên cố. Không bao giờ hơn lúc nào hết, đây là giây phút chúng ta giữ được cái tâm mình cho vững chãi trước mọi cái cơn gió, trước mọi cái ám án mây đen. Giữ tâm mình cho vững chãi. Phúc thay được sống trong tăng đoàn thế tôn, được hành trì giới luật, sống vững chãi thảnh thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày, và trực tiếp tham gia vào sự nghiệp độ sanh của Phật và Bồ Tát. Giờ phút này quý báu, niềm biết ơn tràn dân, kính lại Đức Thế Tôn chứng minh và gia hộ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.